Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý ông bà chị em, quý con cái Chúa. Một tuần lễ mới tốt lành ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa, thật là phước hạnh chúng ta khi chúng ta được ở trong nhà của Chúa. Lời của Chúa nói ở trong Thi Thiên đoạn thứ 84 câu 11 cho đến câu 12 như thế này: Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên, Đức Giê-hô-va sẽ ban ơn điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta là những người nhờ cậy nơi Chúa. Ngài sẽ chẳng từ chối bất cứ một điều gì tốt lành cho chúng ta là những người ngay thẳng ở trong ơn của Ngài. Xin Chúa ban phước cho quý vị để tuần lễ mới này chúng ta sẽ gặt hái được thật nhiều kết quả và thành công ở trong gia đình, trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn Chúa, tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước cho từng đời sống của chúng ta sẽ kinh nghiệm được Chúa mỗi ngày. Chúng ta sẽ được Chúa đụng chạm, chúng ta sẽ được Chúa thay đổi, được Chúa Ngài làm cho chúng ta trở nên giống như Chúa càng hơn. Ở trong suy nghĩ, trong lời nói và cách sống của chúng ta mỗi ngày trong ơn của Chúa. Buổi chiều hôm nay thì tôi xin được phép chia sẻ về chủ đề đó là làm thế nào khi hôn nhân không hạnh phúc. Trước hết thì chúng ta biết rằng lời của Chúa chép ở trong Ê-sai đoạn số 58 câu 12 như thế này: Những kẻ ra từ ngươi sẽ dừng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và kẻ sửa đường lại cho người ở. Lời của Chúa chúng ta thấy rằng là những người ra từ ngươi ở đây nói về hội thánh của Chúa, nói về chúng ta là dân được tuyển chọn của Đức Chúa Trời. Và từ trong chúng ta sẽ có những người gọi là những người được phước của Chúa. Và những người đó sẽ dừng lại những nơi đổ nát ngày xưa, lập lại các nền của nhiều đời trước. Quả thật rằng trong thực tế hiện tại thì chúng ta thấy hôn nhân gia đình, hạnh phúc gia đình, đó là một cái vấn đề nan giải từ trong xã hội cho đến ngay cả hội thánh của Chúa. Tỷ lệ ly hôn và ly dị dường như đang gia tăng theo cấp số cộng vào mỗi năm. Nếu chúng ta để ý vào trong xã hội của chúng ta ngày hôm nay thì bây giờ thành thị hay là nông thôn thì chuyện ly dị nó xảy ra như cơm bữa. Nếu chúng ta cứ đi khoảng chừng tầm 500 mét thì chúng ta sẽ thấy có một gia đình bị gãy đổ hôn nhân. Và điều này thật sự khi mà chúng ta nhắc đến không ai muốn nó xảy ra ở chung quanh chúng ta cả, đúng không ạ? Đó là cái điều không hề mong muốn. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta đang sống ở trong những ngày cuối cùng này. Và ma quỷ nó biết rằng thì giờ của nó chẳng còn bao lâu hết. Nó ra sức để tấn công, bắn phá vào trong hôn nhân hạnh phúc gia đình của nhiều người khác nhau. Trong đó có những con cái Chúa. Và Adam và Eva là gia đình đầu tiên mà Chúa dựng nên trên đất này cũng đã bị bắn phá bởi thế lực tối tăm của ma quỷ. Buổi chiều hôm nay, sứ điệp này dành cho những ai chúng ta đang sống ở trong hôn nhân nhưng mà chúng ta không cảm thấy hạnh phúc. Và chúng ta bị cám dỗ bởi những ý tưởng rằng có lẽ ly dị sẽ là giải pháp tốt nhất cho hôn nhân của mình. Nhưng mà đứng trước mặt Chúa và trước mặt thánh của Chúa buổi chiều nay, tôi xin khẳng định rằng ly dị không phải là giải pháp tốt nhất cho một cuộc hôn nhân bế tắc. Nhưng mà đó chỉ là giải pháp cuối cùng sau tất cả những cố gắng để chúng ta hàn gắn và chữa lành cho hôn nhân của mình. Và Đức Chúa Trời Ngài mong muốn để chữa lành hôn nhân của chúng ta hơn là muốn phá bỏ nó. Bởi vì Chúa chính là tác giả của hôn nhân. Chúa chính là đấng đã thiết lập nên giao ước hôn nhân và gia đình từ lúc ban đầu cho con người của chúng ta. Và Ngài không mong muốn rằng hôn nhân đó sẽ bị gãy đổ. Trong tuần vừa rồi thì tôi rất là buồn khi mà nhìn thấy cái cảnh là quý vị biết rằng là gia đình ba mẹ tôi có trồng một cây mít. Cây mít rất là cao to và nó cứ mỗi mùa ra trái ra là khoảng chừng 7-8 trái. Trái nào cho nấy to lắm. Ăn một mình gia đình chúng tôi là không hết. Và chúng tôi phải chia sẻ cho con cái Chúa, cho tôi tới Chúa mỗi người một chút. Bởi vì nó quá nhiều trái và rất là ngon ngọt.
Nhưng mà tuần vừa rồi thì khi mà tôi đến nhà ba mẹ tôi thăm ba mẹ tôi thì tôi nhìn thấy cái cây mít đó nó chỉ còn có cái phần gốc cao hơn có 1 mét thôi. Và tôi hỏi ba tôi, ủa chuyện gì xảy ra vậy ba? Sao ba lại cắt cái cây mít đó uổng vậy? Thì ba mẹ tôi mới nói rằng là tại vì nó có sâu con ơi. Tại vì ba tôi nhìn thấy cái cây nó rất là bình thường, trái lá vẫn sum suê, trái vẫn có. Nhưng mà lạ lắm, cái trái của nó ra đó quý vị, nó không có ngọt. Ở trong nó không có muối luôn, nó chỉ có sơ thôi. Và thế là ba tôi nghi rằng là có con sâu ở trong cái cây đó. Và quả thật, khi mà nhìn chung quanh á, chung quanh cái cây đó thì thấy có những cái gì con sâu nó ăn mà nó nhả ra đó quý vị, cái gỗ á, cái mọt gỗ của con sâu nó ăn xong nó nhả chung quanh cây. Thì khi ba tôi biết rằng có sâu nhưng mà không biết con sâu nằm ở đâu hết, không bắt nó ra được, và đành phải cắt bỏ từ trên phần ngọn một khúc, phần giữa thân một khúc, rồi phần gần gốc một khúc. Thì khi mà cắt cái phần gần gốc khoảng hơn 1 mét á, thì cắt đôi cái con sâu ra làm đôi luôn quý vị, trúng cái con sâu luôn. Và chính bởi vì cái con sâu đó cho nên cái cây đó nó không thể ra trái ngọt được. Và tôi kể cái câu chuyện này cho quý vị biết rằng là khi mà tôi nhìn vào trong cái câu chuyện của cây mít nhà tôi đó, tôi được Chúa dạy một điều về hôn nhân gia đình của con người của chúng ta. Đôi khi nó xảy ra cái chuyện đau lòng giống như vậy đó quý vị. Bên ngoài nhìn có vẻ rất là ổn, rất ok, vẫn sống hạnh phúc trong một mái nhà, vẫn có con cái đề huề. Nhưng mà tận trong cái gọi là cái sâu thẳm của hai vợ chồng, nó có những con sâu mà không ai nhìn thấy hết quý bà chị em, chỉ có hai vợ chồng mới biết thôi. Và nếu mà chúng ta không xử lý, không giải quyết vấn đề đó là con sâu đó, thì cái con sâu đó nó sẽ gây ra cái sự tổn hại không thể chữa được. Cho đến một ngày thì khi mà cái cây nó ngã xuống thì người ta mới thấy rằng là mọi chuyện đã muộn quá rồi. Có những hôn nhân không thể cứu chữa được bởi vì cớ họ đã nuôi dưỡng dung túng tội lỗi, hoặc là họ không xử lý cái vấn đề. Họ cứ để cho cái con sâu đó nó cứ gặm nhấm và nó làm cho hư tổn cái hôn nhân hạnh phúc. Cảm ơn Chúa, ba tôi khi mà cắt cái gốc của cái cây mít đó, nó còn 1 mét đó quý vị, thì vẫn còn hy vọng cho cái cây đó sau này nó sẽ tiếp tục nó mọc nhánh và nó sẽ tiếp tục sinh trưởng tốt hơn. Tại vì cái phần mà cái con sâu nó ăn đó, nó đã bị cắt rồi. Khi mà chúng tôi cắt ra đứt nửa con sâu đó, thấy con sâu to lắm quý vị. Nhưng lúc ban đầu đó, cái con sâu nó nhỏ xíu rồi. Nhưng mà khi mà nó ăn từ ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, thì bắt đầu con sâu nhỏ thành con sâu to. Và đến khi mà con sâu nó to quá rồi đó là cái cây nó cũng chết luôn. Quý vị ơi, buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bắt những con sâu ra khỏi gia đình của chúng ta. Quý vị có muốn điều này không? Amen. Tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài dùng lời của Ngài để cho chúng ta thấy được có những cái con sâu nó nguy hại vô cùng quý mà chị em. Tưởng chừng rằng là nó vô hại nhưng mà nó sẽ rất là tổn hại. Và chỉ có lời của Chúa cung cấp chúng ta những nguyên tắc thuộc linh để chúng ta có thể giải quyết được vấn đề từ trong gốc rễ. Mỗi người chúng ta cần phải đứng trước lời của Chúa và nhận trách nhiệm về phần mình, rằng tôi cần phải là người sống theo lời của Chúa. Đừng đổ lỗi cho nhau quý mà chị em. Nhưng trước hết chúng ta cần phải nhận trách nhiệm ở trong gia đình của mình cho chính mình. Người chồng nhận phần trách nhiệm của người chồng, và người vợ phải nhận trách nhiệm của phần người vợ. Ai sai thì người đó sẽ chịu trước mặt Chúa. Nhưng bản thân chúng ta cần phải là người sống đúng đắn theo lời của Chúa. Một trong những cái ví dụ kinh thánh cho chúng ta thấy được rằng Abraham là tổ phụ đức tin của chúng ta. Ông được phước từ trong gia đình của ông cho đến ngoài xã hội. Ông là người rất là được phước. Và trước khi Abraham có được Isaac là đứa con của lời hứa, thì Abraham đã được lời của Chúa nói thế này về chính mình ông. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 18 câu số 19. Nè Thịnh. Ngồi xuống con. Lời của Chúa nói thế này: ta đã chọn người, đặng người khiến
các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm chứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Lời của Chúa nói với chúng ta rằng là Chúa đã chọn Abraham để Abraham khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo của Chúa. Quý vị thấy không ạ? Trước khi Abraham trở thành nguồn phước cho mọi dân tộc thì ông phải là nguồn phước cho chính gia đình của ông. Tôi sẽ nhắc lại nha, trước khi Abraham trở thành nguồn phước cho những người xung quanh ông thì ông phải là nguồn phước từ trong chính gia đình của ông. Được. Là nguồn phước cho vợ, cho con của mình. Mà để phước hạnh đó lan tỏa trên vợ con thì ông phải là người dạy đạo của Chúa cho vợ con của mình. Ông phải dạy cho các con của mình làm những điều công bình và ngay thẳng. Sau đó thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời của Ngài đã hứa cùng Abraham. Quý vị thấy không? Trước khi chúng ta được phước thì chúng ta cần phải môn đồ hóa những người gia đình của mình. Rồi sau đó lời hứa của Chúa mới ứng nghiệm. Cho nên chúng ta nhận được rất là nhiều phước hạnh nào, những cái lời hứa phước hạnh nào là tôi sẽ trở thành người ở đằng đầu, chứ không phải đằng đuôi, tôi sẽ giàu có, thịnh vĩnh vượng. Nhưng bây giờ sao không thấy? Không phải là không thấy, mà là chúng ta chưa thấy quý mà chị em. Do là gia đình của chúng ta chưa phải là môn đồ của Chúa. Chúng ta cần phải tiếp tục dạy dỗ lời của Chúa cho gia đình của chúng ta. Ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 6 câu 6 cho đến câu 7, lời của Chúa nói thế này: các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc là khi đi ra ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy. Môn đồ hóa không phải là dễ, đúng không ạ? Nó là một lối sống. Dù là thức hay ngủ, dù là ngồi hay đứng, dù là ăn cơm trong nhà hay là đi ra ngoài đi làm việc rồi, thì chúng ta phải luôn nhắc đến lời của Chúa cho con cái và gia đình của mình nghe. Đây là một trong những cái nghệ thuật tuyên truyền lời của Chúa trong chính gia đình của mình. Quý vị hiểu cái từ tuyên truyền không? Mình không có tuyên truyền ở ngoài kia, nhưng mà mình phải tuyên truyền trong gia đình của mình. Liên tục nói về Chúa, nói gọi là... mình dùng cái từ nhòi sọ thì không đúng, nhưng mà mình phải là nhắc đi nhắc lại cho con của mình biết. Phải yêu thương, không phải nói là yêu thương buổi sáng, nhưng mà buổi tối cũng nói yêu thương. Nó cãi nhau là bắt nó ôm nhau, phạt cho nó là ôm nhau là cả 15 phút đồng hồ để cho nó biết được yêu thương như thế nào. Con tôi khi mà nó có cái gì đó mà nó xích mích với nhau, tôi bắt nó đứng tường. Nếu cái điều đó không hiệu quả, cho nó ôm nhau. Rồi gọi là biện pháp cuối cùng rồi thì mình mới kỷ luật nó càng nghiêm hơn. Cho nên nếu trong gia đình của chúng ta, con cái của chúng ta nó ngỗ nghịch, nó không có theo lời của Chúa sau này, thì một trong những cái điều kiện mà chúng ta thấy Chúa Ngài nói đến cái người mà giám mục đó, là nếu mà con cái mà ngỗ nghịch đó, là cũng không được phép làm giám mục. Là bởi vì sao? Bởi vì người đó không môn đồ hóa trong chính gia đình của mình thì làm sao môn đồ hóa hội thánh của Chúa được. Cho nên ở đây tôi chia sẻ lời của Chúa để cho chúng ta, những ai chúng ta cảm thấy rằng hôn nhân của mình không hạnh phúc, không phải để chúng ta bị sát muối ở trên cái vết thương lòng, nhưng mà để chúng ta thấy rằng là từ trước tới giờ mục đích của hôn nhân tôi vẫn chưa hoàn tất. Tôi cứ gọi là theo đuổi những cái mục đích ảo tưởng của con người mà tôi không có theo đuổi mục đích tốt lành của Chúa ở trên hôn nhân của mình. Một trong những cái ảo tưởng của con người chúng ta ngày hôm nay về hôn nhân đó là tôi kết hôn thì tôi sẽ hạnh phúc. Quý vị thấy cái điều này nó là một cái điều dường như rất là tưởng chừng như là bình thường, đúng không? Thì tôi muốn hạnh phúc thì tôi mới kết hôn chứ, đúng không ạ? Ai mà kết hôn mà chẳng muốn hạnh phúc? Nhưng mà đó không phải là mục đích cuối cùng của Chúa. Mục đích cuối cùng của Chúa đó là chúng ta phải nên thánh ở trong cái hôn nhân đó. Chúng ta xem nha, ở trong sách Phi Rơ thứ nhất đoạn số 1 câu số 15 cho đến câu 16: nhưng như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách đang ở mình, phải bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Chúa gọi chúng ta vào trong cái giao ước hôn nhân đó thì chúng ta phải ăn ở thánh, mọi cách đang ở của chúng ta phải là thánh, thì chúng ta mới tận hưởng được vị ngọt của hôn nhân. Chúng ta mới có thể hoàn tất được mục đích thánh khiết của Chúa ở trong hôn nhân của mình, đó là sẽ có một dòng dõi thánh được ra đời.
Ở trong Malachi đoạn số 2 câu số 15 chúng ta sẽ thấy được mục đích này mà Chúa Ngài đặt để trong hôn nhân của chúng ta. Vả hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ là một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chớ đại cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Câu 16, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đại cách phỉnh dối. Chúa nói rằng là hơi sống của Chúa giàu có dư dật nhưng mà chỉ làm nên một Eva cho Adam mà thôi. Dẫu Chúa có thể tạo ra nhiều Eva nhưng mà Chúa chỉ dựng nên một Eva duy nhất. Tại sao vậy? Để tìm một dòng dõi thánh. Chúa không tìm hai dòng dõi thánh, không tìm ba dòng dõi thánh, nhưng mà tìm đúng một dòng dõi thánh duy nhất thôi quý vị. Abraham có bà Sarah là vợ đầu tiên đúng không ạ? Rồi sau đó Abraham đã nghe lời vợ ăn ở với Aga sinh ra Ishmael. Bởi vì có ông chờ đợi đứa con lời hứa lâu quá cho nên ông đã bị cám dỗ để mà ở với bà Aga theo lời đề nghị của Sarah. Và khi Ishmael ra đời thì Ishmael không phải là đứa con lời hứa, không phải là dòng dõi thánh. Và sau đó thì ông đã phải đau lòng khi mà đuổi Aga và con của mình ra khỏi gia đình. Và đến cuối cùng thì Isaac ra đời. Isaac là dòng dõi thánh. Rồi sau khi Sarah qua đời thì Abraham có bà Keturah và những đứa con khác. Nhưng mà những đứa con đó không được kể là dòng dõi thánh. Như vậy thì mình thấy rằng là đối với hôn nhân, Chúa chỉ tìm một dòng dõi thánh mà thôi. Mà chúng ta thấy thực tế, những hôn nhân nào mà có nhiều vợ, nhiều dòng con đó quý vị, người nam khổ vô cùng. Tại sao vậy? Con của bà này ha, rồi đấu với con bà kia, hai bên, thậm chí ba bên đó quý vị, khổ lắm. Cho nên ai mà có nhiều vợ khổ chứ không có bao giờ sướng. Sướng trước khổ sau. Sướng trước khổ sau hả? Sướng có 10 phút thôi nhưng mà khổ khổ cả đời, đúng không ạ? Không đường tiếng đâu, 10 phút à. Cho nên ở đây tất cả chúng ta đều là những người lập gia đình rồi, đúng không ạ? Tôi nói chuyện rất thẳng thắn để giúp đỡ quý vị chứ không phải làm hổ ngư quý vị. Bởi vì cái điều này là một cái thực tế rất đau lòng. Chúa không muốn chúng ta phải cắn răng để mà sống ở trong một hôn nhân không hạnh phúc. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải hết lòng tìm kiếm Ngài để đem đến sự chữa lành cho hôn nhân của chúng ta. Amen. Đừng bao giờ cắn răng chịu đựng, nhưng mà phải tìm ra được cái con sâu làm rầu nồi canh đó quý vị. Chúng ta phải giết cái con sâu đó, chúng ta phải đem con sâu đó ra để hôn nhân của mình được hạnh phúc. Hebrew đoạn số 13 câu số 4, lời của Chúa chép thế này: mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Quý vị thấy không ạ? Đây là một trong những cái con sâu làm rầu nồi canh hôn nhân của nhiều người. Đó là có sự ô uế. Ô uế bởi đâu ạ? Ô uế bởi cái tội dâm dục và tội ngoại tình. Và Chúa ở trong lời của Ngài có cho phép, có cho phép. Thật ra không phải là Chúa mà ban đầu là Môi-se. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 á, Chúa Giê-su nói rằng lúc ban đầu thì không có như vậy, nhưng bởi vì các ngươi cứng lòng cho nên là Môi-se mới cho phép để vợ. Chứ Chúa không có mong muốn rằng có sự ly dị. Và Chúa cho phép để vợ trong cái trường hợp đó là phạm tội tà dâm, ngoại tình. Bởi vì khi mà một trong hai người mà có cái bù nhí rồi đó thì là sẽ tìm cách để triệt tiêu cái người phối ngẫu của mình để có thể tự do đi với người khác. Cho nên Chúa Ngài thấy rằng là chắc chắn sẽ có án mạng, sẽ có cái sự đổ huyết, cho nên là mới phải chia lìa họ để cho cái người kia có thể tự do phạm tội theo ý của họ. Hoặc là có trường hợp tôi nhìn thấy ngày hôm nay nó xảy ra cũng khá là nhiều và hầu hết các mục sư đều cho phép ly dị. Đó là người chồng là người vũ phu và là một người có cái
cái tính khí rất là nóng nảy, có thể sẵn sàng giết vợ bất cứ khi nào, nhất là khi mà ông ấy có chút rượu, chút men. Thực tế tôi nhìn thấy rằng là có những người nam họ cầm dao, họ tìm cách để mà dí vợ mình để mà giết. Cho nên trong những trường hợp như vậy thì lời khuyên của tất cả mọi người con cái Chúa đối với trường hợp như vậy là người vợ được phép ly thân trước, rồi sau đó nếu không giải quyết được thì phải ly dị. Đến chỉ vậy để tính mạng mình được bảo toàn cái đã, mình phải chạy trốn chứ, đúng không ạ? Chứ đâu có thể nào mà nói ô vì cái Chúa bây giờ tôi đưa đầu ra cho nó cắt cổ tôi, rồi tôi cứ đưa cái thân tôi ra để cho nó thọt tôi, cho nó chảy máu, đúng không? Chúa Giêsu ngày dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 24 á, là khi mà cái chuyện đó xảy ra thì ai mà ở trong thành á thì hãy chạy trốn lên núi, đúng không ạ? Mình phải khôn ngoan chứ, mình đâu có thể nào mình cứ đưa đầu ra cho nó giết mình được, mình phải chạy trốn. Có những hôn nhân người vợ rất là khổ quý vị ơi. Có những người chồng khi mà có men vào rồi, hoặc là khi mà có mà bồ nhí rồi đó, là không coi vợ ra gì nữa, thậm chí là sẵn sàng giết vợ của mình. Thì lời khuyên luôn luôn đó là ly thân để bảo toàn tính mạng, chứ không thôi nằm ngủ cái tối nó thọt mình cái là về với Chúa. Đó, trong trường hợp như vậy là được phép. Ngoài trường hợp đó ra thì chúng ta không nên, và chúng ta phải cân nhắc rất kỹ trước khi chúng ta quyết định ly dị. Hôn nhân đó là một sự kết hiệp hoàn hảo của cả ba. Người thứ nhất đó là người nam, người thứ hai đó là người nữ, và người thứ ba đó là Đức Chúa Trời. Trong truyền đạo đoạn số 4 câu 9 cho đến câu 12, lời của Chúa nói thế này: hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên, nhưng khổ thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được, đúng không Huy? Dạ. Lại nếu kẻ một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự nó, một sợi dây bệnh ba lấy làm khỏi đứt, đúng không Huy ha? Khi còn trẻ tôi rất thích câu kinh thánh này, đó lý do tại sao mà tôi phải cưới vợ. Nhưng mà ở đây kinh thánh nói rằng là để cái hôn nhân nó bền chặt, đó quý vị, cần phải là một sợi dây bệnh ba, thì cái hôn nhân nó rất là khó đứt, nó rất là khó gãy đổ. Và cái sợi dây thứ ba đó là ai quý bà chị em? Chồng là một sợi dây, đúng không ạ? Rồi vợ là một sợi dây, bây giờ có sợi dây thứ ba nữa, đó là Đức Chúa Trời. Nếu hôn nhân mà có Đức Chúa Trời ở giữa thì hôn nhân đó sẽ hạnh phúc và trường tồn lâu dài. Còn nếu hôn nhân mà không có Đức Chúa Trời ở giữa đó quý vị, khổ lắm quý bà chị em ơi. Không phải là vợ là chồng đã là người tin Chúa là chắc chắn có Chúa ở giữa đâu, đúng không ạ? À? Không phải trong một hội thánh hai vợ chồng đi nhóm trung tín thường xuyên là có diện của Chúa ở trong gia đình đó thật sự đâu. Nhưng mà khi cả hai cùng nhau kính sợ Chúa, đầu phục Chúa, làm theo lời của Chúa, thì sự diện của Chúa mới đến ở trên hôn nhân đó. Cho nên hãy là một người chồng, một người vợ kính sợ Chúa quý mài chen. Đừng chỉ có đạo, mà chúng ta hãy có Chúa ở trong lòng của mình nữa. Hãy để cho sự diện của Chúa luôn luôn thường trực ở trên gia đình của chúng ta. Hãy để Chúa Jesus Christ là chủ của ngôi nhà chúng ta. Ngài là khách vô hình dự mọi bữa ăn, và là đấng vô hình nghe mọi lời nói. Cho nên người Việt Nam của chúng ta có câu đó là thuận vợ thuận chồng thì tát biển Đông cũng cạn. Khi mà hai vợ chồng trong một gia đình hạnh phúc với nhau, ôi chú cha ơi, hôn nhân đó hạnh phúc, phúc vô cùng, đẹp vô cùng, phước hạnh vô cùng quý bà chứ. Họ thỏa lòng và họ được phước ở trong một công việc. Đúng rồi, ăn muối cũng ngon, đúng không? Đây, người Việt Nam cũng có câu nè, rau tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Khi mà hai vợ chồng yêu nhau rồi đó quý vị, cho dù họ có khổ, có thiếu lên thiếu xuống đi chăng nữa, không có tiền bạc gì nữa, nhưng mà họ yêu nhau thì điều đó cũng có thể vượt qua được. Còn nếu mà tiền bạc đầy túi hết trơn rồi, tài khoản nhiều tiền, nhưng mà không còn yêu nhau nữa, thì nó trở thành một cái địa ngục.
Cho nên xin Chúa ngài cho vợ chồng chúng ta luôn được thuận hòa, yên ấm với nhau. Và bài giảng này sẽ giúp cho chúng ta nhìn biết được trong hôn nhân của chúng ta, cái cây hôn nhân của chúng ta nó có sâu hay không. Và khi chúng ta phát hiện ra có sâu, chúng ta sẽ bắt sâu ra khỏi cái cây này. Và tôi ao ước rằng là sẽ không phải dùng đến cái biện pháp mạnh, đó là phải chặt cây, bắt sâu ra. Nhưng mà chúng ta sẽ bắt sâu ngay cái chỗ của nó đang ở đó, để chúng ta đem con sâu ra và cái cây tiếp tục phát triển. Amen. Sao vậy anh Phúc? Có gì? Có cái gì? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về những dấu hiệu cho thấy hôn nhân của mình không hạnh phúc. Dấu hiệu đầu tiên đó là hay chỉ trích, coi thường, phòng thủ hay là không quan tâm đến cảm xúc của nhau ngày càng xuất hiện trong hôn nhân của chính mình hay không. Khi hai vợ chồng luôn chỉ trích nhau, người vợ nói xấu chồng, người chồng đồng nói xấu vợ, thì chúng ta cần phải nhận biết rằng là đây chính là một trong dấu hiệu của con sâu. Thứ hai, bạn có thường cảm thấy chẳng có gì để nói chuyện với nhau không? Khi hai vợ chồng sống ở trong nhà mà giống như hai con chim, bốn con mắt nhìn nhau, hai con chim này nuôi mấy con chim non, rồi mấy con chim non lớn lên rồi nó đi học rồi, bây giờ mình không còn phải bận rộn chăm nó như khi còn nhỏ nữa. Bây giờ con nó đi học, hai con chim già ở nhà không biết nói gì với nhau hết. Và một trong những kẻ thù của tình yêu hôn nhân gia đình đó là cái sự mất kết nối giữa hai vợ chồng. Tức là hai người khi mà nói chuyện với nhau, khi hai người ngồi đối chuyện với nhau đó, đối diện với nhau đó, thì họ không còn biết nói cái chuyện gì hết. Thậm chí là họ khi mà đi uống cà phê cũng không có ngồi kế bên cạnh nhau nữa. Và nếu mà hai vợ chồng mà không còn biết để nói cái gì với nhau nữa thì tôi phải rất là tiếc khi mà giải quyết cho những cái trường hợp như vậy. Họ phải trở lại với những cảm xúc ngày xưa của họ, phải trở lại cái kỷ niệm đẹp mà cái lần cuối cùng mà họ nói chuyện với nhau ngọt ngào là khi nào. Phải gợi cho họ nhớ lại cái nỗi buồn gì hoặc là cái sự thất vọng gì khiến cho cả hai vợ chồng không còn nói chuyện với nhau nữa. Cái lần cuối cùng mà họ nói chuyện với nhau là khi nào? Đó. Cái đó là mình phải giúp cho cả hai vợ chồng phải được gắn kết với nhau trở lại. Khó lắm quý mà chị em. Khó lắm. Họ vẫn có thể sống chung một mái nhà, có thể ngủ chung một cái giường, nhưng mà họ không nói chuyện được nhiều với nhau được. Và đây chính là một trong những cái chỗ rạn nứt mà có thể không ai để ý đến. Và ma quỷ nó có thể nó sẽ lợi dụng cái chỗ kẽ hở này để mà nó đem người thứ ba vào. Tại vì quý vị nên nhớ một điều, phụ nữ họ cần có một người biết lắng nghe mình nha. Đàn ông chúng ta lắng nghe kỹ điều này nha. Phụ nữ họ rất là cần có một người biết lắng nghe mình. Đàn ông mình á, tình yêu đến từ cái con mắt này, đúng không? Thấy vợ mình đẹp ha, ăn mặc tươm tất, lịch sự, dáng đẹp, mình có tình yêu. Vợ mình không cần nói tiếng nào hết, mình thấy cái dáng thước tha, quỷ mị ha, mình cảm thấy mình yêu rồi. Nhưng mà phụ nữ á, họ không yêu cái dáng vẻ đàn ông, họ yêu bởi cái gì? Quyên bà chị em. Họ yêu bởi vì cớ đàn ông mình chịu ngồi ở đó nghe họ. Và nếu mà mình không chịu ngồi, mình nghe họ nói chuyện với họ đó, thì con quỷ Satan, quỷ tà dâm nó sẽ đem một cái anh chàng đẹp trai ha, ga lăng, biết lắng nghe. Vợ mà đi làm, cái đồng nghiệp nó hỏi, ồ hôm nay em sao vậy, nhìn thấy em buồn quá vậy, em có ăn gì chưa, để lát anh đi mua thức ăn sáng cho em nha. Chồng em nó không quan tâm em hả? À, tối nay mình nghỉ làm xong cái mình đi uống cà phê nha. Chú cha, cái này là tôi thấy tận mắt tôi luôn nha cô. Tôi thấy tận mắt tôi luôn đó. Cho nên có nhiều người đàn ông đó, họ không cho phép vợ mình đi làm ở trong cái xí nghiệp. Là bởi vì có cái thằng đồng nghiệp đó,
nó cũng xa vợ của nó. Vợ của nó tuốt ở dưới quê, dưới Bến Tre. Tôi đi hớt tóc và tôi ngồi tôi tâm tình với cái anh hớt tóc chỗ đó. Tôi hỏi anh, ủa sao không thấy vợ anh đâu vậy? Lúc trước thấy bả cũng hay ở trên cái gác lắm mà sao giờ không thấy chị nữa. Cái ảnh nói tôi, biết sao không em? Nó theo trai rồi. Cái tôi nói, ủa gì hả? Sao vậy? Biết sao không? Cái hôm đó là sinh nhật trong công ty. Rồi vợ của anh đó, nó đi ăn sinh nhật. Chẳng lẽ giờ mình không cho nó đi ăn sinh nhật. Mà đi ăn sinh nhật tới 2 giờ sáng nó mới về. Mình gọi điện thoại từ 9 giờ nó không bắt máy. Rồi 2 giờ sáng lết xác về, toàn là mùi bia rượu không. Hỏi là đi với ai? Không nói. Tức mình quá, sáng hôm sau vô trong cái xí nghiệp đó hỏi. Thì cả xí nghiệp đó ai cũng biết rằng là vợ của anh này quen với một anh chàng dưới Bến Tre. Rồi qua bữa sau, hai vợ chồng xung đột sùm hết. Tưởng là chị này sẽ ở lại, nhưng mà buổi sáng hôm nọ thức dậy thấy cửa tăng hoác, cái tủ đựng tiền cũng mở tăng hoác luôn. Thì ra là bà vợ bà ôm 5 cây vàng, 5 cây vàng với lại mấy chục triệu rồi nữ trang trang sức gì đó theo trai hết luôn. Wow, tôi nghe cái câu chuyện tôi đau lòng vô cùng. Mà người vợ là người Công giáo nữa. Và tôi thấy rằng là cái chuyện mà gọi là lăng nhăng hoặc là có người thứ ba trong gia đình, nó là cái chuyện xảy ra như cơm bữa. Nó xảy ra từ trong thực tế quý mài cho em. Tại vì khi mà một người họ đi làm á, từ sáng cho đến chiều là 8 tiếng đồng hồ đúng không? 8 tiếng đồng hồ đúng không ạ? Thì họ tiếp xúc với đồng nghiệp của họ còn nhiều hơn tiếp xúc với chồng của họ mà đúng không? Còn khi mà đi làm xong về gặp chồng nói vài ba câu, làm việc nhà hết trơn, thấy hết giờ rồi. Xong leo lên giường là cao lắm, cho một tiếng đi, mình nói chuyện với nhau đi, sao đủ. Trong khi đó cái thằng đồng nghiệp nó 8 tiếng đồng hồ nó ngồi kế bên cạnh vợ mình, nó nói nhỏ nó to, nó nói hu nói vượng. Đúng không ạ? Chẳng lẽ giờ nghỉ làm thì đói. Cho nên cái điều này là vô cùng cấp thiết. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ giờ kêu vợ mình, kêu chồng mình nghỉ làm? Cái điều tốt nhất đó là mình phải cầu nguyện và mình phải giúp cho vợ, cho chồng của mình kính sợ Chúa, thì họ mới không phạm tội, đúng không ạ? Phải thánh quý mà cho em ơi. Không nên thánh thì không thể hạnh phúc được cho hôn nhân của mình. Không nên thánh thì những cái con sâu ô uế, tà dâm, ngoại tình nó sẽ len vào trong hôn nhân của mình, đúng không ạ? Tại vì khi một người họ sống thánh rồi đó, thì họ sẽ không có nghĩ đến cái chuyện đó là có vợ bé hoặc là có bồ nhí gì hết á. Một người kính sợ Chúa thật sự không bao giờ suy nghĩ đến cái chuyện đó là mình lén lút chồng mình đi với người khác, hoặc là lén lút vợ của mình đi với người khác. Và khi mà hôn nhân mà hai người cùng kính sợ Chúa như vậy, sợ Chúa và không phạm tội, thì hôn nhân đó mới hạnh phúc. Có thể hôn ở ngoài thế gian mình khỏi bàn rồi, tại vì họ là những người hư mất, họ không có lời của Chúa. Nhưng mà trong hội thánh của Chúa, chúng ta cần phải là dòng dõi thánh của Chúa. Amen không quý mài chị em? Con cái của chúng ta nó phải học tấm gương tin kính Chúa, kính sợ Chúa của chúng ta, và chúng nó cũng sẽ sống ở trong một hôn nhân thánh của chúng nó sau này. Bởi vì nếu chúng ta không nên thánh ngay bây giờ, rồi chúng ta sống bê tha, chúng ta sống theo xác thịt, rồi chúng ta có vợ 5, vợ 7 gì đó, rồi con cái của chúng ta nó sẽ học theo tấm gương của chúng ta quý mài chị em, nó sẽ khổ vô cùng. Và thế là không còn dòng dõi thánh nữa quý mài chị em. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể sống và nên thánh. Quý vị muốn sống nên thánh không? Như vậy đừng để cho những cái hôn nhân bên ngoài kia nó trở thành một cái khuôn mẫu cho hôn nhân của chúng ta, nhưng mà phải để cho lời của Chúa trở thành khuôn mẫu của chúng ta. Amen. Ngày hôm nay có nhiều cái bộ phim ở ngoài rất là hấp dẫn, rất là hay. Nhưng mà những bộ phim đó nói về cái sự ly dị, nói về những cái mối tình vụng trộm tay ba gì đó. Mà nhiều bạn trẻ ngày hôm nay cứ thích và cứ coi. Coi riết nó trở thành một cái gì đó mặc định trong lòng của mình rằng là ồ, mình có người thứ ba, người ta yêu mình phải vì cái hạnh phúc của mình mà mình đi theo người đó chứ. Và nó trở thành một cái sự cám dỗ
mà mình không hay biết, quý ông bà cha. Dấu hiệu thứ ba, đó là bạn có mơ mộng viển vông về một tương lai không có người phối ngẫu của mình hay không? Thứ tư, bạn và vợ chồng của bạn có sống riêng biệt như ly thân với nhau không? Tức là tối ngủ riêng giường, vợ thì ngủ trong phòng, chồng thì ngủ ngoài salon. Dấu hiệu thứ năm, trong hôn nhân của bạn có thiếu quan hệ tình dục hay thiếu thể hiện tình cảm ra bên ngoài với nhau hay không? Tức là bỏ đói lẫn nhau. À, bỏ đói, cái vụ bỏ đói này nó cũng hay lắm quý vị. Có hôn nhân nọ, bà vợ bà nổi điên lên khi mà thấy cái ông chồng của mình đi với người khác. Và bà vợ nổi điên lên, bà vợ nói thôi ly dị, ký đơn ly dị, ông chồng cũng ký đơn ly dị. Và khi mà mọi chuyện đã xong rồi thì mọi người trong gia đình nói chuyện lại với nhau và phát hiện ra một điều rằng là cái bà vợ đó bỏ đói chồng của mình, tức là không quan hệ tình dục trong suốt một năm. Ông chồng đâu có chịu nổi, ông chồng đành phải đi với cái người khác ở ngoài. Và bà vợ thì không biết cái lỗi của mình mà nói rằng là ông chồng ly dị là phải bởi vì có ngoại tình. Ủa sao mà lại có cái tiếng gì nó ngộ cái ta? À vậy hả, sửa xe bên cạnh hả? À, tôi tưởng có ai phản ứng gì chứ. Cho nên cái việc mà chúng ta phải có cái quan hệ tình dục xác thịt ở trong vợ chồng với nhau đó, đó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. À, chúng ta không nên bỏ qua cái điều này. Bởi vì nếu bỏ đói thì người ta sẽ tìm chỗ khác để người ta ăn. Đúng không quý mà cha, mình đói bụng, bây giờ từ ngày này qua ngày khác, bây giờ đi ngang qua tiệm phở mình cũng bị cám dỗ. Cho nên là một người nữ khôn ngoan thì chúng ta cần phải biết cách đáp ứng những nhu cầu của chồng của mình. Và người chồng cũng vậy, cần phải biết đáp ứng cho những nhu cầu của vợ của mình. Chúng ta cần phải quan sát lẫn nhau. Mà khi mà nói về cái vấn đề này quý vị, nó có những cái sâu hơn nữa. Đó là không phải là muốn quan hệ tình dục với nhau là được đâu. Tại vì sao? Người nữ họ cần có cái cảm hứng, đúng không? Chứ không phải như người nam mình là muốn quan hệ là quan hệ. Người nữ họ phải có cảm hứng, họ phải có tình yêu, họ phải có tình cảm rồi họ mới có thể quan hệ được. Đôi khi không phải chỉ là chồng là muốn lúc nào cũng được đâu. Nhưng mà nếu người vợ mà không có cảm hứng rồi đó thì người chồng cho dù có làm như thế nào nữa thì cũng không chịu. Cho nên là người chồng chúng ta cần phải khôn ngoan trong cách ăn ở với vợ mình để luôn luôn tạo ra cảm hứng cho nàng. Tạo cảm hứng bằng nào quý bà chị em? Chúng ta cần phải ngồi lắng nghe, nói chuyện, đúng không ạ? Phải tâm tình, phải cởi mở với vợ mình, thông cảm cho nàng. Và có những cái vấn đề gì đó, chẳng hạn như khó nói, thì chúng ta cần phải nói ra hết. Tôi thấy hôn nhân người Việt Nam của chúng ta nó có những cái chịu đựng rất là hay. Chứ hôn nhân bên Mỹ á, thật sự luôn, phụ nữ Tây Phương mà chính gốc da trắng đó quý vị, họ không có chịu nổi những cái vấn đề giống như là thiếu thốn quan hệ tình dục nè, rồi vấn đề mà tài chánh không rõ ràng, tiền bạc mà không có gọi là thỏa lòng giữa hai bên đó, không đáp ứng được cho cái tài chánh của hai bên đó, họ cũng sẵn sàng họ bỏ luôn. Còn người Việt Nam của chúng ta có một bản tánh rất là hay, đó là nhịn nhục. Người nữ Việt Nam của chúng ta có một bản tánh rất là chịu nhịn rất là hay. Chứ gặp phụ nữ Tây Phương là họ say goodbye rồi, chia tay liền. Tại vì người chồng thiếu trách nhiệm, người chồng không có biết yêu thương thì họ sẵn sàng họ bỏ đi. Đúng rồi, bây giờ giới trẻ bây giờ thì sống giống như ở Tây Phương vậy đó. Tức là họ chỉ lo cho cái tôi, cái ích kỷ của mình thôi. Không có quan tâm đến cái vấn đề con cái như thế nào hết. Chỉ lo cho mình sướng là được rồi. Rồi dấu hiệu thứ 8, đó là bạn có nói chuyện nhiều với bạn bè hơn là với người phối ngẫu mình hay không? Tức là đôi khi nói chuyện nhiều hơn chồng của mình với một ai đó. Thì đây là những dấu hiệu mà chúng ta thấy rằng là có con sâu ở trong gia đình của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về những cách để cải thiện hôn nhân của chúng ta. Cách thứ nhất đó là chúng ta đừng bao giờ đổ lỗi cho vợ chồng về sự không hạnh phúc của mình. Ôi tôi không hạnh phúc như thế này, đó là bà vợ của tôi, bà không có biết nấu cơm, không có biết giặt giũ, không có làm việc nhà.
tôi đi làm về từ sáng đến tối tôi mệt rồi mà bà còn lằng nhằng, bà còn nói cái này cái kia, tôi mệt quá. Quý mài chị em ơi, đừng đổ lỗi. Hoặc là người vợ đôi khi đổ lỗi, ô chồng của tôi chẳng hiểu cái gì hết, tôi thì giỏi thế này còn ông chồng của tôi chả có biết cái gì hết. Ôi quý mài chị em ơi, nghe rất là mệt bởi vì những cái nan đề như vậy. Nhưng mà một trong những cách để chúng ta có thể giải quyết việc này, đó là chúng ta cần phải mặc lấy sự khiêm nhường. Vợ chồng với nhau chúng ta phải mặc lấy sự khiêm nhường, xem người khác như tôn trọng hơn mình, và đừng đổ lỗi cho nhau. Mình hãy nhận cái phần lỗi về mình, lỗi tại tôi mọi đàn. Cái hôn nhân này không hạnh phúc là bởi vì một phần lỗi của tôi. Và khi chúng ta nói như vậy đó thì chúng ta mới giải quyết được vấn đề này. Còn nếu chúng ta không nhận trách nhiệm cho nhau đó quý mài chị em, thì chúng ta sẽ trở nên một Adam và Eva thứ hai. Quý vị nhớ không ạ? Trước khi phạm tội thì Adam và Eva họ yêu nhau lắm. Họ không bao giờ họ cắn nhau đâu hết. Nhưng mà khi mà họ ăn cái trái cấm rồi thì bắt đầu đổ thừa cho nhau, đúng không quý vị? Chúa hỏi Adam, ngươi làm cái gì vậy Adam? Cái Adam nói sao? Tại cái người nữ mà Chúa ngài đặt bên cạnh con đó, nó xúi con ăn cái trái cây này. Và Chúa hỏi người nữ, Eva ngươi làm cái gì vậy? Eva đổ thừa cho con rắn. Tại vì cái con rắn nó đã xúi tôi làm như vậy. Quý vị thấy không? Họ không nhận trách nhiệm về mình nhưng mà họ đổ lỗi cho nhau. Đúng, thực tế là như vậy đúng không ạ? Nhưng mà ở đây cái vấn đề đó là họ không chịu nhận phần lỗi của mình để chi vậy? Để ăn năn. Cái vấn đề đó là ăn năn thì sẽ giải quyết cái con sâu này. Nhưng họ không chịu ăn năn, cho nên Chúa ngài phải đuổi họ ra khỏi địa đàng. Đúng không? Nếu trong cái lúc như vậy, Chúa hỏi Adam ngươi làm cái gì vậy? Adam quỳ xuống nói, Chúa ơi, con lỡ con nghe lời vợ, con ăn cái trái cây này, xin Chúa thương xót tha thứ cho con. Chúa sẵn sàng, Chúa cho Adam ở lại đó quý mài chị em. Đúng không? Cần Adam hạ mình xuống khóc với Chúa, Chúa ơi con xin lỗi Chúa, con nghe lời con vợ của con. Con sợ vợ quá, con ăn cái trái cấm này. Chúa thương xót, Chúa cho lại. Chúa đuổi cái bà Eva ra ngoài. Được không? Eva nếu mà hạ mình xuống, Eva nói Chúa ơi, con lỡ con nói chuyện với con rắn, con xúi chồng con ăn, lỗi của con, Chúa ơi, con tội nặng nhất nè. Chúa sẵn sàng cho Eva ở lại đó. Chỉ đuổi con rắn thôi. Cho nên mỗi người chúng ta cần phải biết hạ mình quý mài cho em. Còn nếu kiêu ngạo quá, mình không nhận lỗi về phần mình cho rằng cái người bên cạnh hoặc là cái lý do nào đó bên ngoài kia nó làm cho mình bị như vậy đó, mà mình không nhận rằng là mình yếu đuối, mình ngu dại phạm tội với Chúa thì mình cũng phạm tội. Dạ sao anh? Ví dụ em muốn hỏi là ví dụ như cái chương trình của Chúa thì Chúa cho phép cái điều đó xảy ra, có Chúa Giêsu giáng sinh, nếu mà không có thì Chúa Giêsu giáng sinh. Dạ. Rồi câu hỏi rất là hay, cảm ơn anh Phú. Để chúng ta nói về cái chương trình của Chúa đó thì chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng toàn tri, đúng không ạ? Ngài là đấng toàn tri, tức là Ngài có thể nhìn thấy được hiện tại và lẫn tương lai. Ngài có thể nhìn thấy được cái sự kết thúc ngay từ lúc khởi đầu. Chúa dựng nên Adam là Chúa đã nhìn thấy trước cái khải huyền rồi quý mài chị em. Tại sao vậy? Tại vì Chúa biết được cái cách cư xử, cái sự đáp ứng của con người chúng ta trước mỗi hoàn cảnh và trước cái sự quyết định, trước cái sự chọn lựa của họ. Đúng không? Tức là Chúa biết trước hết rồi. Những lời mà chưa ra miệng của chúng ta đó là Chúa đã biết rồi. Cho nên là từ lúc mà Chúa dựng nên Adam và Eva là Chúa đã biết có Trương Anh Tuấn, Chúa đã biết có quý vị rồi. Nhưng mà tại sao Chúa lại hỏi như vậy quý mài chị em? Để cho Adam cứng họng. Adam phải hiểu rằng là mình phải là cái người chịu trách nhiệm, chứ không phải là vợ của mình, không phải là con rắn nữa. Bản thân mình không vâng lời Chúa, đúng không ạ? Cho nên Adam không nhận trách nhiệm. Quý vị nhìn đi vào trong gia đình của mình, khi mà con cái mình hư hỏng, nói ôi con hư là tại mẹ, cháu hư tại bà, chứ không phải tại tôi. Quý mà chị em ơi, mình là đàn ông mà, mình phải dạy con mình chứ, đúng không ạ? Nếu con mình hư là chắc chắn mình cũng có phần lỗi trong đó, chứ không thể nói là tại vợ tôi dạy con sao đó. Quý mài chị em ơi, không nên đổ lỗi cho nhau.
Cho nên lúc ban đầu tôi có nói rằng là chúng ta cần phải môn đồ hóa gia đình của chúng ta là như vậy. Và khi mình môn đồ hóa không được thì mình phải nên hạ mình xuống: Chúa ơi, con đã thất bại trong việc môn đồ hóa. Con đã nói, con đã không nói lời Chúa cho vợ con nghe. Con của con nó cũng không đi nhóm, không yêu mến Chúa. Là bởi vì có phần lỗi của con. Chúa nói rằng là Adam là cái người môn đồ hóa gia đình của mình, đúng không? Rồi sau đó Chúa ngài làm cho ứng nghiệm lời của Chúa trên gia đình của Adam. Nhưng mà chúng ta biết rằng là trong thời Adam có một nhân vật cũng đi cùng với Abraham nhưng mà sau đó phạm tội, đó chính là Lot. Lot là một người đại diện cho những người sống theo xác thịt và không môn đồ hóa gia đình của mình. Lot đã chọn cái sự tham lam, đi về hướng của Sodom và Gomorrah. Ông không có quan tâm đến cái việc mà làm theo lời của Chúa hay không, ông chỉ biết đến cái sung sướng cho cá nhân của mình và gia đình của mình mà thôi, chứ không có quan tâm đến cái chị thuộc linh gì hết á. Và đến cuối cùng thì Lot mất hết. Vợ thì hóa thành tượng muối, hai đứa con gái thì nó loạn luân với mình và sinh ra dòng giống Moab và Ammon, là cái dân tội lỗi và đầy rủa xả. Cho nên chúng ta nhìn vào trong Thánh và chúng ta thấy rằng là có những gia đình họ tin kính Chúa và cũng như có những gia đình họ không tin kính Chúa. Không tin kính Chúa bởi vì cớ họ chọn theo lối riêng của mình. Lời của Chúa nói rằng là ai tham lợi thì sẽ làm rối loạn gia đình của mình. Ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 27, người tham lợi làm rối loạn nhà mình, còn ai ghét của hối lộ sẽ được sống. Lót là một người tham lợi, đúng không quý mài chị em? Ông nhìn thấy cái đồng bằng đó phì nhiêu giống như là vườn Eden của Đức Chúa Trời. Và thế là ông chọn cái chỗ đó, giàu có, sung túc. Nhưng mà cuối cùng thì gia đình của ông bị rối loạn trong thuộc linh, bởi vì cớ ông đã không đặt Chúa hàng đầu mà đặt tiền bạc vật chất lên đầu. Cho nên là người nam tin kính Chúa, chúng ta cần phải để Chúa lên trên hết. Ngày Chủ nhật là ngày thánh của Chúa. Chúng ta không nên làm công việc gì khác ngoài thế gian, nhưng mà phải dành thời gian để đi nhóm thờ phượng Chúa. Amen. Dạ, như vậy mới là người tin kính Chúa thật sự. Tôi nghe mẹ của tôi làm chứng rằng là trước đây khi mà mẹ tôi còn làm ở trung tâm y tế quận 5 thì đến cái ngày trực ta đưa ra cái giá đó là 300.000 vào ngày Chủ nhật. Trực ngày Chủ nhật á là được 300.000 mỗi ngày. Nhưng mà nếu mà trực ngày thường á thì chỉ có 150.000 thôi. Và quý vị thấy trực ngày Chủ nhật giá gấp đôi. Và mẹ tôi đã rất là khôn ngoan khi mà đặt Chúa làm đầu. Mẹ tôi nói thôi, thà bỏ 300.000 đó mà được đi nhóm thờ phượng Chúa, được Chúa ban phước cho mình, còn hơn là mình nhận 300.000 đó mà mình không có phước. Wow. Mà 300.000 thời mà cách đây hai mấy năm về trước là nhiều lắm đó quý vị. Tạ ơn Chúa, gia đình của chúng tôi được phước như ngày hôm nay là bởi vì cớ chúng tôi đặt để Chúa làm đầu tiên. Bây giờ người ta có cho 1 triệu hay là cho 10 triệu để mình bỏ ngày Chủ nhật đi nhóm, chúng tôi cũng nói rằng là no, không bao giờ có chuyện đó. Cho nên chúng ta hãy đặt để Chúa làm đầu tiên trong đời sống của chúng ta. Amen không ông quý mà chị em? Muốn được phước thì hãy đặt để Chúa làm đầu tiên trong gia đình của mình. Rồi điều hai để chúng ta cải thiện hôn nhân gia đình đó là chúng ta hãy tạo bầu không khí cầu nguyện trong chính gia đình của chúng ta. Cả hai vợ chồng phải cùng nhau cầu nguyện. Chúng ta phải có thời gian để nắm tay lại cầu nguyện với nhau, chúc phước cho nhau, cùng nhau đưa ra nan đề và tìm cách giải quyết nan đề đó. Và đây cũng chính là giờ để cả hai cùng nhau mở lòng ra để giải quyết những nan đề của nhau. Nếu hai vợ chồng không có thời gian để cầu nguyện cho nhau trong một gia đình thì cả hai sẽ không có sự thông công ở trong thuộc linh. Khi không có sự thông công ở trong thuộc linh đầy đủ thì kẻ thù nó sẽ lừa dối thuộc linh của một trong hai người. Có những khi hai vợ chồng cùng nhau cầu nguyện đó quý vị, Chúa thăm viếng tấm lòng của người chồng, Chúa cáo trách tấm lòng của người chồng bởi vì lòng của người chồng không có chung thủy với vợ. Có thể người chồng không có nói ra, không chia sẻ cho người vợ biết, nhưng mà trong thuộc linh đó, người vợ cảm nhận rằng là lòng của chồng mình không có chung thủy với mình. Và người vợ đó cầu nguyện xin Chúa thăm viếng và thay đổi chồng của mình. Và hai vợ chồng được trở lại với nhau, hiệp nhất với nhau, yêu thương nhau và chung thủy với nhau trở lại. Chúng ta cần phải có sự thông công trong thuộc linh quý mài chị em. Trong cái lúc mà cầu nguyện đó thì cả hai tấm lòng sẽ được kéo gần đến với Chúa và sẽ được gặp nhau ở giữa
Chúa chính là đấng tác hợp ở giữa. Chúa sẽ khiến cho cả hai được hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Đúng không Lộc? Tôi thấy rằng là nếu gia đình nào mà có giờ cầu nguyện lễ bái á, cầu nguyện gia đình lễ bái mỗi tối á, gia đình đó sẽ hạnh phúc vô cùng. Tôi không nói về cái phước hạnh vật chất, tôi không nói về sự giàu có thịnh vượng của xác thịt, nhưng mà tôi có thể nhìn vào trong một gia đình mà có thời gian để hai vợ chồng cầu nguyện với nhau, thì gia đình đó luôn luôn có sự gì của Chúa, có sự sáng của Chúa, phước hạnh vô cùng quý bà chị em. Và nan đề gì mà nó xảy ra trong hai vợ chồng thì cũng sẽ được Chúa ngài giải quyết ổn thỏa sau này. Thứ ba, chúng ta hãy thỏa thuận với nhau về những kế hoạch chi tiêu tài chánh. Ai là người giữ tiền ở trong gia đình? Vấn đề chi tiêu trong gia đình cũng là một trong những cái sự tranh cãi giữa hai vợ chồng với nhau, đúng không? Có hai cái trường phái, có hai trường phái về việc giữ tiền. Thứ nhất, trường phái thứ nhất đó là người trường phái thứ nhất là tiền ai nấy giữ. Tức là bây giờ vợ đi làm có tiền thì vợ giữ tiền riêng, chồng đi làm thì giữ tiền riêng. Khi mà hai người có nhu cầu gì đó thì cả hai cùng nhau trao đổi, thỏa thuận với nhau. Xong rồi cả hai sẽ cùng nhau đưa ra các phương án để giải quyết cái nan đề đó. Rồi, xin chào anh Quang nha. Dạ, cảm ơn Chúa. Có con của Rồi, cứ ngồi yên ở đó, bình tĩnh, Trong danh Chúa Giêsu Christ, con cột trói tất cả những cái quyền lực của ma quỷ đang quấy phá cái bầu không khí của hội thánh giờ phút này, để chúng con có thể tập trung nghe lời của Chúa một cách bình an trong danh Chúa Giêsu Christ. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục với lời của Chúa ở đây. Đó là phương án đầu tiên, tiền ai nấy giữ, tiền ai làm ra người đó giữ. Nhưng mà cái điều này nó cũng gây ra một cái sự mâu thuẫn trong việc chi tiêu của hai vợ chồng. Chẳng hạn như là bây giờ người chồng kiếm ra nhiều tiền quá, người vợ cảm thấy không yên tâm, sợ rằng là sẽ cho người này cho người kia mà không theo đúng cái ý của mình, hoặc là có lén phén với người nữ nào đó cho bù nhí gì đó chẳng hạn, mình không biết được. Cho nên là phương án đầu tiên này có vẻ không ổn thỏa. Rồi bây giờ phương án thứ hai đó là cả hai sẽ có một cái quỹ chung. Tức là bây giờ người chồng làm việc bao nhiêu bỏ vào đây, người vợ làm việc bao nhiêu bỏ vào đây, rồi đó là tiền của chung. Nhưng mà tiền của chung này đó thì nó khó có cái, nó thuận lợi có cái đó là mình dễ kiểm soát, đúng không? Thu chi gì đó là mình dễ kiểm soát. Nhưng mà cái khó đó là đôi khi người chồng thu nhập không bao nhiêu hết. Chẳng hạn ông chồng tháng kiếm được 5 triệu thôi, bỏ vào 5 triệu, nhưng mà bà vợ tới 20 triệu luôn, bỏ vào đó 20 triệu. Bây giờ tổng cộng là 25 triệu đó. Ông chồng ông muốn chi nhiều hơn số tiền 5 triệu đó. Mà trong khi đó bà vợ muốn chi cái gì đó thì khó. Cho nên là cái vấn đề mà tiền chung á quý vị, nó cũng có nhiều cái vấn đề mâu thuẫn ở trong đó. Hoặc là trong trường hợp là tiền chung nha, ông chồng ông thất nghiệp, ông không có tiền để bỏ vô đó, nhưng bà vợ thì bỏ một cục tiền vào đó. Rồi ông chồng ông chi, rồi xong rồi ông chi theo ý của ông. Bà vợ nhiều khi cũng khó chịu đúng không? Không nói ra mà cũng hơi khó chịu. Rồi giả sử chồng thì ít tiền mà vợ cũng ít tiền nữa. Một ngày nào đó mà tự nhiên bà vợ cũng bị ít đi cái thu nhập, ông chồng thì không có thu nhập. Tiền chung bây giờ kiểm soát lại thấy, ủa sao bà tháng này không có nhiều bà? Ủa bà có chi với ai không mà sao mà tiền sao tháng này nó ít đi vậy? Thế bà vợ bà nói, ủa tiền tôi đi làm, tôi có quyền tôi chi cái thể ý của tôi chứ, ông không có đi làm gì hết, ông tiền ông không có mà ông đòi hỏi, ông bắt tôi phải chi thể ý của ông. Quý vị thấy không, có nhiều cái mâu thuẫn nó xảy ra như vậy đó. Cho nên vấn đề tiền bạc ở trong gia đình mình thấy nó đơn giản nhưng mà nó cũng rất là phức tạp, đòi hỏi hai vợ chồng cần phải ngồi nói chuyện với nhau, cùng nhau thỏa thuận, đưa ra phương án giải quyết tốt nhất cho cả hai.
cho cả hai như quý vị nghe, chứ không phải là cho tất cả mọi trường hợp chung. Có những hôn nhân họ thích giữ tiền riêng nhưng mà họ vẫn hạnh phúc với nhau. Có những hôn nhân họ đòi hỏi là phải tiền chung để dễ kiểm soát. Nhưng mà tiền chung đó quý vị, nó cũng khó có cái đó là giả sử ông chồng ổng là triệu phú đô la đi. Một tháng ổng thu nhập tới 20 tỷ đồng. Và bây giờ bà vợ bà bắt là anh phải đưa cho em là 19 tỷ, em giữ hết 19 tỷ đó, anh chỉ được có giữ 1 tỷ thôi. Ông chồng nó không được. Một lần anh đi ăn nhà hàng khách sạn hơn 500 triệu rồi, bây giờ 1 tỷ chỉ đi ăn được 2 bữa thôi. Dạ mới ở nhỏ tiếng thôi à, chứ tôi không cần nghe Facebook bây giờ nha quý vị nha. Dạ xin hãy tôn trọng Chúa của chúng ta. Dạ. Dạ ở đây bây giờ là giờ chúng ta nghe lời Chúa. Không có con người nào có cái thẩm quyền hay là cái uy quyền nào lớn hơn lời của Đức Chúa Trời hết. Bây giờ có tổng thống hay là có thủ tướng chính phủ gọi tới tôi cũng không nghe. Tôi không nghe máy. Dạ. Xin quý vị hãy lịch sự ở trong nhà của Chúa. Dạ. Rồi thứ tư, đó là chúng ta cần phải duy trì và làm mới lại mối quan hệ xác thịt giữa hai vợ chồng để ngọn lửa đam mê trong hai vợ chồng không bao giờ bị dập tắt. Người ta nói rằng là gừng càng già càng cay. Quý vị nói, ô, mục sư ơi, bây giờ em đã 60 tuổi rồi, em đã già rồi, còn gì ham muốn chi nữa. Nhưng mà tôi đọc Kinh Thánh tôi thấy rằng là có những người tới hơn 90 tuổi rồi họ vẫn còn quan hệ xác thịt với nhau đó. Quý vị biết không? Abraham 100 tuổi sinh Isaac, đúng không quý vị? Nếu Abraham mà không ăn nằm với Sarah để sinh ra Isaac thì làm gì có Isaac, đúng không quý vị? Chúng ta nhớ nha, Isaac là đứa con được sinh ra theo đường tự nhiên. Nếu mà Isaac được hoài thai bởi Đức Linh giống như là trường hợp của Mary á, hoài thai Chúa Giêsu mà không qua cái sự ăn ở của người nam đó, thì Đức Chúa Trời sẽ báo trước cho Abraham rằng là vợ ngươi sẽ sinh ra đứa con đó mà không cần phải có sự ăn nằm với nhau, đúng không? 100 tuổi rồi họ vẫn còn quan hệ với nhau được. Dạ xin thưa, không, Abraham chỉ sống đến 125 tuổi rồi ông chết, tức là tương đương với tuổi thọ bây giờ nè quý vị nha. Abraham sống trước chúng ta 4.000 năm, đúng không? Từ chúng ta đến Chúa Giêsu là 2.000 năm. Từ Chúa Giêsu đến thời của Abraham là 2.000 năm, nữa là 4.000 năm. Từ Abraham đến Adam đó là 2.000 năm. À, quý vị nhớ nha, từ Adam cho đến Abraham là 2.000 năm á. Giống như từ chúng ta mà tới thời Chúa Giêsu vậy đó, nó xa lắm. Cho nên Abraham là tương đương với thời của chúng ta tuổi chỉ là khoảng 125 năm thôi. Rồi bây giờ chúng ta nói là Abraham thời xưa, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta nói trong thời Tân Ước nè. Trước khi Giăng Báp Tít ra đời thì Sa-cha-ri và Elizabeth là hai người rất là lớn tuổi, đúng không ạ? Thánh nói rằng họ là những người công chính, họ là những thầy tế lễ, họ phục vụ trong đền thờ, họ không có con. Và thiên sứ đã báo tin cho Sa-cha-ri rằng là ngươi sẽ sinh ra một đứa con trai trong lúc già nua. Vậy thì nếu mà sinh ra đứa con đó mà ông này ông không nằm với bà, chắc chắn có chuyện à. Nó, ủa sao tôi không có ăn nằm với bà mà lại sinh ra đứa con này, đúng không? Yeah. Phải có sự ăn nằm rồi Chúa đem đến cái đứa con đó. Cho nên chúng ta đừng nói rằng là tôi già, tôi lớn tuổi rồi. Dĩ nhiên cái điều này cũng khá tế nhị. Nhưng mà bây giờ hiện tại á, y khoa rất là tiến bộ quý vị ơi. Có những loại thuốc khi chúng ta uống vào thì ngay cả cái người phụ nữ 90 tuổi vẫn cảm thấy như là con gái 20. Bây giờ y học bây giờ nó có thể làm được những cái chuyện rất là tốt như vậy. Yeah. Yeah. Không, tôi đang nói về cái việc đó là mình cần phải làm sao để duy trì cái điều này. Đây là một trong những cái sự dạy dỗ của Kinh Thánh quý vị. Tại vì sao hôn nhân phải có tình yêu, đúng không? Thì nó mới hạnh phúc. Nhưng mà tình yêu phải có tình dục thì nó mới đậm đà và đậm thắm được. Còn nếu mà tình yêu mà không có tình dục thì người ta gọi là tình đồng chí. Tình yêu có tình dục chứ không có tình dục sao tình yêu được.
Có những hôn nhân rạn nứt là bởi vì cớ thiếu cái điều này quý mài cha. Thiếu điều này cho nên là họ không hạnh phúc được. Họ chỉ sống với nhau theo tình nghĩa thôi. Nhưng mà xin Chúa ngày làm mới lại chúng ta, để chúng ta có sức khỏe. Chúa nói rằng là tuổi đang thì của tôi được trở lại như của chim phụng hoàng. Tức là bây giờ mình già rồi, nhưng mà Chúa làm cho mình giống như trở lại cái thời thanh xuân của mình hồi xưa. Mình không làm được, nhưng mà Chúa có thể làm được. Đúng không ạ? Và nếu mà giả sử mình muốn làm, thì Chúa sẽ có cách để mở đường cho chúng ta. Có thể qua y học hiện đại, có thể là qua phép lạ của Chúa. Nhưng mà lòng của chúng ta nếu muốn, Chúa sẽ có vô số cách để làm chúng ta được trở lại. Amen. Hãy làm cho gừng càng già càng cay. Chứ đừng có mà gừng càng già càng nhạt nữa, là nó kỳ lắm. Nếu mà có buổi bồi linh nào đó nói về hôn nhân gia đình đó, tôi sẽ nói kỹ hơn về cái điều này. Tại vì á, có nhiều cái quan niệm lệch lạc. Tôi nói là cái quan niệm lệch lạc là bởi vì có nhiều người trẻ ngày hôm nay không hiểu được cái điều này. Họ nói ôi mình là người thánh của Chúa mà, mình phải suy nghĩ về cái chuyện thiêng liêng, mình phải cầu nguyện kiêng ăn tìm kiếm Chúa, rồi cái chuyện quan hệ vợ chồng đó là chừng nào mình rảnh mình khỏe mình mới làm. Tôi đã mắc cái sai lầm này. Khi mà tôi còn trẻ, tôi mới cưới vợ tôi lúc 25 tuổi. Thì vợ tôi mới có 21 thôi. Tôi 26 tuổi tôi cưới vợ tôi, thì vợ tôi 21 tuổi. Nhưng mà khi tôi cưới vợ tôi trong những năm đầu á, tôi rất là thiêng liêng, mà thiêng liêng quá máu. Tức là tôi hay cầu nguyện ban khuya. Cứ 11 giờ khuya là tôi đi cầu nguyện cho đến 12 giờ, cho đến 1 giờ sáng, 2 giờ sáng luôn. Và tôi bỏ vợ tôi ngủ mình trong phòng. Nhiều khi vợ tôi kêu tôi, anh ơi sao mà anh khuya anh cầu nguyện, nó thức khuya mà sức khỏe anh, sáng mai 5 giờ sáng cũng dậy cầu nguyện cũng được. Tôi nói không, vì Chúa thôi thúc anh cầu nguyện trong buổi tối này. Và tôi cứ để vợ tôi cứ ngủ một mình như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng là đó là tôi là thiêng liêng lắm, tôi như vậy là thấy ý của Chúa. Nhưng mà sau một thời gian tôi khám phá ra cái điều đó thật sự không đúng. Tại vì tôi làm như vậy là tôi đang đẩy vợ tôi vào trong cái thế vô cùng khó. Cho nên mình cần phải có sự quân bình quý mài cho em. Mình đừng nghĩ ô mình phải kiêng ăn cầu nguyện, mình phải nghĩ đến cái chuyện thánh sạch chứ. Tình dục là một món quà thánh sạch mà Chúa ban cho quý vị. Có một mục sư đã từng nói với tôi thế này nè, lúc mà tôi còn trẻ đó, nói là mai mốt mục sư mà đến cầu nguyện đủ quỷ trong hội thánh của tôi đó, mục sư không được phép ngủ với vợ của mình nha. Kiêng ăn cầu nguyện 3 ngày không được phép đụng với đàn bà. Vì đụng với đàn bà là ô uế. Tôi nói hả? Chỗ nào nói vậy? Cái người mục sư nói rằng đấy, ông Mô-xe đây, trước khi ông lên núi Sinai đó, ông được Chúa dặn là không được phép đến gần đàn bà. Cho nên là dù là mục sư mà ăn ở vợ vợ mình là ô uế, cho nên là trước buổi nhóm hoặc là trước cái buổi cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ là không được phép đụng đến vợ của mình. Tôi in trí rằng là như vậy là mỗi khi mình ăn nằm với vợ của mình đó là ô uế. Và tôi giảm thiểu cái tần suất tôi quan hệ vợ chồng lại để giữ thánh sạch cho bản thân mình. Và sau này tôi phải ăn năn bởi vì có cái suy nghĩ đó đến từ ma quỷ mà mình không biết. Nếu tình dục là cái điều ô uế thì tại sao Chúa lại ban nó trong hôn nhân gia đình? Đúng không quý mài cho em? Nếu có con đúng không? Nếu có con, Chúa có cách để cho con cái mà không cần có con đường tình dục. Quý vị đồng ý với tôi điều này không? Nhưng mà tình dục là một cái điều phước hạnh mà Chúa ban cho. Cho nên nếu chúng ta bỏ qua điều này thì chúng ta mắc bẫy của ma quỷ rất là nhiều. Tạ ơn Chúa, hôn nhân gia đình của vợ chồng chúng tôi có được hạnh phúc ngày hôm nay đó là nhờ ơn điển của Chúa. Nếu không bởi ơn điển của Chúa thì có lẽ bây giờ là vợ chồng của chúng tôi đã tan nát rồi. Cho nên hãy lưu ý đến việc quan hệ tình dục. Đừng bỏ bê vợ mình, đừng bỏ bê chồng của mình. Và tình dục không có gì là xấu hết, không có gì là xấu ở trong hôn nhân. Ngày hôm nay nhiều người bước qua tuổi 40 á, tôi biết rằng là khi cái tuổi 40 mà đến đó quý vị, là cái tuổi già nó cũng đang gõ cửa rồi. Và nhiều người già đó cảm thấy sao? Bây giờ mình còn ham muốn cái gì nữa? Thế là mình bắt đầu bỏ bê. Nhưng mà khi bỏ bê như vậy, ma quỷ nó kích cho cái người phối ngẫu của mình bắt đầu cảm thấy đói bụng.
đói bụng và bắt đầu cứ dòm cái khiết, cứ dòm ngoài kia. Và khi mà dòm như vậy thì họ bị cám dỗ. Nhưng mà lỗi là lỗi của mình đấy nè, mình là người không đáp ứng được cái điều đó. Vui à, vụ này vui à. Rồi. Rất là hay luôn. Cái chủ đề này là hot lắm nè quý vị. Hot lắm. Làm thế nào để hôn nhân của mình nó có lửa và nó không bị mai một đi, nó bị phai tàn đi. Đây là người ta gọi là cái nghệ thuật hôn nhân quý vị. Sau này tôi lớn tuổi rồi tôi sẽ viết ra cuốn sách gọi là nghệ thuật giữ lửa hôn nhân. Nó là nghệ thuật chứ không phải là một cái gì đó bình thường. Muốn là nghệ thuật thì nó phải là một cái gì đó có màu sắc. Nó phải có đòi hỏi cái sự cố gắng nỗ lực của mình. Chứ không phải là tạo ra nghệ thuật được. Cái người biết đàn, đàn xẹt, nó đâu phải nghệ thuật. Nhưng mà cái người đàn hay đó, đó là nghệ thuật. Đúng không ạ? Hôn nhân mà tới 50 tuổi, 60 tuổi mà họ vẫn còn mặn nồng, vẫn còn son sắc với nhau đó, đó là nghệ thuật. Tôi muốn hỏi Chúa lắm là tại sao mà Chúa dựng nên người nữ miền Nam mà cho người nữ miền Nam kinh, còn cho cái ông Nam này là sao không cho ông Nam kinh nào? Cho nên lắng nghe đây này. Dĩ nhiên tôi còn trẻ, vợ tôi còn trẻ, chúng tôi chưa có phải là những người lớn tuổi để chúng tôi. Nhưng mà như thế này, tôi không có câu trả lời cho tất cả mọi trường hợp. Tôi có thể trả lời theo Kinh Thánh mà thôi. Trả lời theo Kinh Thánh. Đó là chúng ta có thể cầu nguyện chúc phước cho vợ của mình. Chúng ta có thể cầu nguyện chúc phước cho vợ của mình khi mà vợ của mình có những dấu hiệu của thời kỳ mãn kinh. Mãn kinh không có nghĩa rằng là kết thúc cái chuyện tình dục. Không có. Không có một cái sự nghiên cứu khoa học nào nói rằng là người phụ nữ mãn kinh rồi không ham muốn tình dục nữa. Chỉ có giảm đi mà thôi. Như vậy thì mình có thể mình cầu nguyện xin Chúa tăng nó lên. Được không? Tự nhiên thì nó giảm nhưng mà Chúa có thể tăng lên được. Đúng không ạ? Và một trong những cái điều mà khiến cho cái ham muốn của người phụ nữ nó tăng lên đó quý vị, biết là cái gì không? Hồi nãy tôi nói cho quý vị đó, đó là mình phải tạo cảm hứng, phải tạo cảm xúc, phải có nghệ thuật để mình có thể đẩy người ấy lên. Đúng không? Nó đang giảm mà thì mình phải làm sao? Mình phải đẩy nó lên cho nó cao lên chứ. Rồi bây giờ mình thôi cái chỗ này nha, được không? Có gì mình ra quán cà phê tôi sẽ nói cho anh Phú nghe nhiều hơn. Thật sự đây là một trong những cái điều mà nhiều người nam họ trăn trở. Cô không phải là người nam cho nên cô không hiểu. Đúng rồi, ở đây tất cả chúng ta đều là những người có gia đình rồi. Tôi không biết ở trên Facebook, trên livestream thì ai độc thân á, thì có thể thông cảm bỏ qua chúng tôi cái chủ đề này. Nhưng mà những người mà họ có gia đình rồi đó, họ rất là cần nghe những điều này quý vị. Tám mươi phần trăm những cuộc hôn nhân đổ vỡ đều xuất phát từ chỗ đó là hai vợ chồng không có sự mặn nồng với nhau trong lĩnh vực ân ái xác thịt. 80% họ không thỏa mãn ở trong tình dục cho nên họ mới say goodbye. Tôi nói quý vị điều này để quý vị giật mình nha. Không có một cặp vợ chồng nào họ thỏa mãn với nhau trong tình dục mà họ lại lén phán bên ngoài hết nha. Lắng nghe đây. Không có một cặp vợ chồng nào họ thỏa mãn ở trong quan hệ tình dục với nhau đó mà họ lại nghe, gọi là ngó nghía bên ngoài hết đó. Đúng không? Tại vì họ thỏa mãn rồi. Bây giờ chồng cũng thấy thỏa mãn với vợ, vợ cũng thỏa mãn với chồng. Không có cái người thứ ba nào xen vào được hết đó. Nhưng bởi vì cơ họ không thỏa mãn cho nên là họ mới bị cám dỗ bên ngoài. Và lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta chữa lành được cái chỗ này quý bà chị em.
lát nữa tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa phục hồi lại những gì đã bị đổ vỡ, những cái gì đã bị gọi là gãy nát đó quý mạng cho em. Chúa nói rằng là những kẻ ra từ ngươi sẽ phục hồi lại những cái chỗ như vậy mà. Tôi không nói rằng là tôi có thể làm được, nhưng mà Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm được cho quý vị. Nếu quý vị đồng ý, quý vị hãy đứng cùng phía với Chúa. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con muốn được như vậy, con muốn được thay đổi. Và con muốn trở thành một người được phước. Được phước cho vợ con, được phước cho chồng của con. Và mỗi khi mà thấy con là cô ấy sẽ muốn nhảy vào người con. Và khi mà thấy con thì vợ con cũng muốn nhảy vào người con. Thì muốn mình trở thành người như vậy không? Mình phải là người hấp dẫn ở trong mắt bạn tình của mình chứ. Và muốn được như vậy mình phải thay đổi quý mà cho em. Chứ bây giờ mình không thay đổi, mình sống theo cách của mình á, bà vợ thấy mình bận ngáp. Bây giờ mình có nói gãy lưỡi, ba cô không chịu vô phòng với mình nữa mà. Đúng không ạ? Nó thấy chán. Thế tôi nói thiệt, đây là cái điều mà tôi thấy. Tại vì do mình nhàm chán quá, cho nên là không có cảm hứng. Mà đến cái tuổi đó nó đang như thế này mà bây giờ mình lại không có cảm xúc nữa thì nó chỉ có đi đến cái chỗ lụng bại mà thôi. Vừa rồi Chúa dạy tôi một điều đó là con cần phải dạy cho dân sự của ta cách để thay đổi hôn nhân của họ nó tươi mới hơn. Chứ đừng bao giờ sử dụng cái tivi trắng đen mà bắt cho vợ của mình cứ phải coi tivi trắng đen đó mãi. Ủa, nhưng mà ý Chúa sao? Bây giờ con có thấy không? Tivi bây giờ toàn là tivi màu không à. Mà tivi màu rẻ vô cùng luôn. Bây giờ con có dám sử dụng tivi trắng đen cho nhà con xem không? À, con hiểu ý của Chúa rồi. Tức là đôi khi đàn ông của mình á chỉ là trắng đen thôi. 1-1-2-2 không có cái chuyện đó là lãng mạn ga lăng gì hết. Thiếu đi cái sự lãng mạn ga lăng nó sẽ làm cho tình yêu của chúng ta chết. Tôi thương quý vị cho nên tôi nói điều này. Đàn ông chúng ta phải tạo ra một cái sự lãng mạn. Nếu chúng ta không lãng mạn, không quan tâm vợ mình, sẽ có thằng khác ở ngoài kia nó sẽ quan tâm vợ mình nhiều hơn. Tôi đã thấy rồi. Cho nên mình phải lãng mạn hơn cái thằng kia thì vợ của mình mới ở lại với mình được. Đúng không ạ? Ngày hôm nay cái xã hội của chúng ta thay đổi nhiều lắm rồi quý vị ơi. Người ta gặp nhau dễ dàng lắm, qua Facebook, qua Zalo, kết bạn nhau dễ lắm. Chỉ cần trong vòng 5 giây thôi là đã có bạn tình mới rồi. Nếu mình muốn thì mình sẽ có bạn tình mới. Cho nên mình phải thay đổi. Làm sao cái màn hình màu nó phải hấp dẫn. Chứ còn mình cứ để cái tivi trắng đen trong nhà của mình á, cái tivi hàng xóm nó có tivi màu đó, vợ của mình nó sẽ thò đầu qua nó coi, đúng không? Xem tivi màu như thế nào chứ. Cho nên quý ông ơi, chúng ta cần phải đổi mới chính mình. À, đổi mới thì hôn nhân của mình nó sẽ hạnh phúc hơn, lãng mạn hơn đi. Già rồi đừng có ngại vào quán cà phê ngồi nói chuyện với nhau, không ai nói già mất nết hết đó. Mấy người nói già mất nết đó là người mất nết. Tại sao già bà bộ chứ lẽ không thương nhau sao? Đúng không ạ? Già rồi người ta phải sống xa nhau hả? Đó là cái miệng lưỡi của người thế gian. Chúng ta phải gừng càng già càng cay quý vị ơi. Đúng. Amen. Yeah. Tôi mong ước rằng hôn nhân của anh và cũng như tất cả chúng ta ở đây cũng giống như vậy đó. Mà đi đâu cũng có đôi hết á. Thầy nói thì 80% là hôn nhân là đổ vỡ, nói về cái sự tình dục đó. Dạ. Nhưng mà nó còn nhiều nguyên nhân. Đúng, nhiều nguyên nhân lắm. Chẳng hạn như là cãi vã về tiền bạc tài chánh nè, như hồi nãy tôi có nói nè. Rồi vấn đề dạy dỗ con cái nè. Vợ mà chồng nói không nghe là cũng dễ gây nữa. Đúng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cho nên là mỗi một nhà đều có cảnh riêng khác nhau hết á, tôi biết. Và một trong những cái điều mà khiến cho hôn nhân mà bị tàn lụi á, đó là bởi vì có người vợ không biết cách giữ sĩ diện cho chồng của mình. Cái điều này tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Dạ. Dạ, đó đó. Cho nên ai đúng ai sai Chúa biết. Nếu mình là người đúng, mình không phải là cái người như vậy, vợ mình có nói xấu mình thì người vợ đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa.
Và một trong những cái nỗi khổ của đàn ông đó là lấy phải người vợ có tính bay bướm. Tính bay bướm, nó là thuộc về cái tính rồi quý vị. Mới vừa rồi xảy ra là tôi nhìn thấy hai cặp vợ chồng này, ông chồng rất là giàu, là một người giám đốc. Hai vợ chồng cùng nhau đi nhóm thờ phượng Chúa trong hội thánh. Nhưng mà thình lình một ngày kia, hai vợ chồng chồng say goodbye với nhau và không nói chuyện, không có ở chung với nhau nữa, ly dị luôn. Vợ của tôi nói với tôi: anh ơi, anh biết hai vợ chồng đó không? Tụi nó ly dị với nhau rồi đó. Cái tôi nói: ôi, cái chuyện đó anh biết từ trước khi xảy ra rồi. Trước khi nó xảy ra anh đã biết rồi. Cái vợ tôi nói: ủa vậy chứ theo anh thì nhỏ đó sao mà nó ly dị với chồng của nó? Tôi nói là con nhỏ đó nó lằng nhằng, nó trăng hoa lắm đúng không em? Cái nói: ủa sao anh biết hay vậy? Trời ơi, anh đã 40 tuổi, anh nhìn cái cô nào là cái người có tính trăng hoa là anh biết liền. Tại vì đã từng học qua nhân tướng học rồi. Nhìn cái tướng người hoặc là cái dáng mạo người, cái vẻ mặt thôi là mình biết được cái tính người đó, nó thể hiện qua khuôn mặt. Dạ. Không, tôi có nói đâu, tại vì cái này là gọi là phải học mới biết được. Bí quyết. Chỉ cần mà dáng đi ngang qua mặt mình thôi, mình biết là cái người đó như thế nào. Dĩ nhiên trong mặt bắt hình dong có thể đúng và cũng có thể sai. Có những người cái tướng mạo của họ nhìn có vẻ rất là chung thủy nhưng mà lại là một cái người ngoại tình đào hoa, đúng không? Nhưng mà 90% cái tướng nó sẽ nói ra cái tất cả. Và thứ hai nữa là nhìn trên Facebook của người đó đó, cái cô này lúc nào cũng đăng hình selfie nha, rồi viết lên những câu bóng gió, câu mồi thả thính. Là tôi biết rồi, rồi thế này thế nào rồi cũng sẽ có ngày mà thật sự là như vậy quý bà chị em. Cho nên rằng là chúng ta là đàn ông, chúng ta hãy cầu nguyện cho vợ của mình để vợ của mình không có trăng hoa bay bướm. Đôi khi á, ma quỷ lừa dối, đó là ông chồng rất là hoàn hảo tuyệt vời nhưng mà bà vợ không nhìn thấy cái tuyệt vời của chồng mình mà là thấy cái bên kia hấp dẫn hơn. Nhưng mà có một điều mà tôi muốn nói cho những người phụ nữ đã có chồng, lắng nghe điều này nè các chị. À, Thịnh im lặng. Khi phụ nữ đã có chồng mà bây giờ mình thấy có một cái thằng nào đó nó đẹp trai hơn chồng mình, nó ngon nó ngọt hơn chồng mình, nó tất cả mọi thứ đều hoàn hảo hơn chồng mình, nó lại quan tâm để ý đến mình và nó muốn mình thân thiện với nó và mình ngã vào trong vòng tay của nó, mình ở với nó, mình tưởng rằng là nó sẽ kết hôn với mình và mình sẽ có một hôn nhân hạnh phúc với nó. Xin thưa rằng là trong 100 trường hợp thì hết 101 trường hợp là cái thằng đó nó sẽ nói no. Trong 100 trường hợp thì 100 trường hợp anh chàng đó sẽ không bao giờ cưới và chung thủy với mình sau này cho đến lâu dài. Bởi vì sao? Tại vì cái người đàn bà đã có chồng đó mà họ đã dám bỏ chồng của họ để theo trai đó, thì cái thằng con trai đó nó khôn lắm. Nó đã dám gúp vợ của ta rồi thì nó còn nhìn xa hơn thế nữa. Đó là con nhỏ này đã bỏ chồng của nó rồi thì làm sao mà nó ở chung thủy với mình được. Và không có một con trai nào, một người đàn ông nào mà lại dám lấy một người phụ nữ lăng loàn như vậy. Đây là một trong những cái kinh nghiệm mà những người phụ nữ lớn tuổi họ đã chia sẻ lại với tôi. Đau khổ vô cùng. Cứ nghĩ rằng là ô, mình ngoại tình với cái thằng đó thì mình sẽ được hạnh phúc với thằng đó. Đi theo một thời gian rồi nó đã đứt mình. Bây giờ chồng thì mất, nhân tình cũng không. Và mất trăng hết. Cho nên các chị chúng ta cần phải nghe điều này để mà hiểu được. Rồi có trường hợp khác, đó là bây giờ chồng mất, mình là người quá, mà trong khi đó mình còn trẻ nữa, 40, ba mấy 40 tuổi, chồng mất rồi, hoặc là có người thì vợ mất sớm, độc thân. Đây lại là một cái câu chuyện đau lòng khác, nhiều câu chuyện đau lòng khác. Đó là có những người họ mất vợ mất chồng, họ tự do và họ thoải mái ở trong vấn đề tình dục với những người khác. Và trước mặt Chúa đây là một cái tội rất là khủng khiếp quý mà chị em. Sau khi vợ mất, cặp tới cả chục người nói tôi độc thân mà,
Tôi hẹn hò với ai, đâu ai biết đâu. Rồi mình cũng đi hát hò rồi, ôm ông này, bà nọ. Quý vị ơi, đừng bao giờ mắc bẫy ma quỷ. Cho nên Phao-lô có nói rằng là có nhiều bà quá đó, đã bội ước và đi theo quỷ Sa-tan. Là bởi vì có chồng mất rồi, bắt đầu bệnh tình dục luôn tuồn với lại những người nam khác. Mình nghĩ rằng là ô, họ quan tâm mình, họ yêu thương mình, nhưng mà thật ra không phải, họ chỉ lợi dụng mình mà thôi. Họ đến rồi xong rồi, họ thỏa mãn xong rồi là họ vọt lẹ. Đúng, ăn năn Chúa tha thứ, Chúa phục hồi cho. Nhưng mà cần phải sống một đời sống tinh sạch ở trước mặt Chúa. Sau khi ăn năn có thể lấy chồng. Tại vì sao? Tại vì chồng chết rồi thì mình có thể mình lấy chồng nữa, được không? Tôi biết là có luôn, cái này là sự thật là có luôn. Dạ. Một sư luôn, chục người nữa có, khoảng 4 người thì có. Dạ. Cho nên là đối với những ai chúng ta có vợ hoặc là chồng chết thì đây là một trong những cái điều mà vô cùng cám dỗ. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho vợ cho chồng của chúng ta, cho người phó ngẫu của chúng ta, họ có thể sống lâu cùng với chúng ta. Amen. Dạ. Yeah. Rồi thứ năm, đó là hãy tìm những hướng đi cụ thể để trong sự chữa lành mà Chúa đang muốn bạn bước vào. Hãy tìm đến một người mục sư có uy tín và có ơn của Chúa để có thể nhận sự hỗ trợ trong việc chữa lành những rạn nứt ở trong hôn nhân, gia đình và đời sống. Thứ sáu, đừng nhìn người phối ngẫu như là người gây cớ phạm cho đời sống bạn. Hãy bắt đầu xem người phối ngẫu như là một người bạn và chúng ta cần phải chân thật mổ xẻ vấn đề và trao đổi với nhau những rạn nứt ở giữa hai người. Hãy thương xót nhau và tha thứ cho nhau, cầu nguyện cho người vợ, người chồng của chúng ta được chữa lành. Hãy liệt kê ra những cái tính cách hay là hành vi mà bạn ngưỡng mộ nơi người phối ngẫu. Tức là thay vì mình nhìn vào trong những cái xấu của nhau, chúng ta hãy kể ra những cái tốt của nhau. Chẳng hạn như trong chục cái xấu của ổng, chắc chắn là phải có một cái tốt, đúng không ạ? Mình phải nhìn vào cái tốt đó và mình phải đánh giá cao cái người đó. Tôi hỏi quý vị nha, ở trong mắt của Đức Chúa Trời, quý vị thành thật với chính mình đi, quý vị thấy mình có trọn vẹn chưa? Chưa, đúng không? Ở trước mặt Chúa mình còn nhiều cái điều vấp váp lắm quý vị ơi. Mỗi ngày chúng ta phải ăn năn, chúng ta xin Chúa ngày đổi mới chúng ta nè, đúng không ạ? Mà chúng ta còn như vậy đó thì tại sao mình phải bắt cái người phối ngẫu của mình phải trở nên hoàn hảo trọn vẹn, trong khi đó mình vẫn chưa hoàn hảo mà. Cho nên chúng ta hãy nhìn vào trong những cái điểm tốt của nhau và chúng ta hãy khích lệ, gây dựng cho nhau từ cái chỗ nhỏ bé đó. Amen. Yeah. Thứ bảy, đó là hãy tìm cách khẳng định những ưu điểm của người phối ngẫu. Thay vì chỉ trích, hãy xem hãy xem những điều người phối ngẫu không làm. Hãy cho họ biết họ có ưu điểm nào. Hãy tỏ cho họ biết được cái sự trân quý của bạn vì đó. Và hãy làm cho người phối ngẫu của bạn hạnh phúc thay vì đặt ra sự trông đợi. Tức là mình phải có một cái nghệ thuật để giúp cho cái người bạn đời của mình cảm thấy rằng là mình là người có giá trị, mình được tiếp nhận. Cho dù mình chưa hoàn hảo nhưng mà người bạn đời của mình có giá trị và họ sẽ cảm thấy được yêu quý và họ được nâng niu. Họ sẽ tìm cách ở lại trong ngôi nhà đó. Thứ tám, đó là hãy cầu nguyện cho người phối ngẫu và hôn nhân của bạn mỗi ngày. Cầu nguyện xin Chúa bảo vệ hôn nhân của bạn khỏi sự tấn công của kẻ thù và hãy cầu nguyện cho nhau. Khi mà bà Sarah, vợ của Abraham, bị vua Ai Cập và vua Abimelech, hai ông vua này nhìn thấy bà vợ của Abraham 90 tuổi rồi nha, còn đẹp, ngon lành, đem về cung định làm vợ, thì Chúa hiện ra trong chiêm bao và Chúa nói với ông vua Ai Cập rằng là người phải trả lại cái người phụ nữ đó, bởi vì nó là người đã có chồng rồi đó. Chồng của nó là một người tiên tri đó. Ngươi mà không trả là ta sẽ giết ngươi. Quý vị thấy ghê không? Làm sao cái điều đó xảy ra quý mà chị em? Tôi tin rằng là cái giây phút mà bà Sarah bà bị đem vào trong cung vua đó, thì ông Abraham bắt đầu quỳ gối xuống khóc với Chúa. Chúa ơi, vợ con bị bắt rồi, Chúa ơi cứu vợ con. Đúng không? Một người tiên tri của Chúa thường hay cầu nguyện thì sẽ làm như vậy đó. Cho nên Chúa trên trời, Chúa hiện ra trong chiêm bao và nói bây giờ ngươi đụng đến là chết. Thế là ông vua đã phải trả vợ lại cho Abraham. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho vợ cho chồng của mình. Cho dù rằng là có cái kẻ thứ ba nó xen vào trong hôn nhân của mình, nhưng mà bởi lời cầu nguyện của chúng ta thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ can thiệp và Chúa sẽ đem cái người ấy về.
Amen. Đừng nản lòng quý mời cho em. Còn nước còn tát, con sống là con có cơ hội. Hãy cầu nguyện xin Chúa đem vợ, xin Chúa đem chồng của con về. Bây giờ cho dù rằng là cái kẻ thứ ba nó mạnh lắm, nó hơn con nhiều điểm lắm, nhưng mà có Chúa, Chúa sẽ bảo vệ cho hôn nhân của con. Nếu quý vị muốn, Chúa sẽ làm việc đó. Nha. Cảm ơn Chúa, Chúa. Và điều cuối cùng đó là hãy tìm lại niềm vui và phước hạnh của hôn nhân qua những câu kinh thánh sau. Thi Thiên đoạn 85 câu 10, sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Ê-sai đoạn 62 câu 5, như người trai tráng cưới người đỡ đồng trinh thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi, chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình, Đức Chúa Trời ngươi cũng vui mừng vì ngươi. Giăng nhất đoạn 4 câu 7, hỡi kẻ đã yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Và Thi Thiên đoạn 128 câu 1 cho đến câu 4 chép rằng: phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng là người nào kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Chúa thì người đó sẽ được phước. Vợ chồng, con cái đều sẽ được phước ở trong ơn của Chúa. Amen. Quý vị có dám hứa nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, từ hôm nay con sẽ trở thành một người kính sợ Chúa không? Một người kính sợ Chúa sẽ không bao giờ lén phén với người thứ ba bên ngoài hết. Một người kính sợ Chúa sẽ không bao giờ có những sự ô uế trong hôn nhân của mình. Một người kính sợ Chúa sẽ luôn luôn yêu thương vợ, yêu thương chồng của mình và trung thủy với họ. Một người kính sợ Chúa sẽ luôn đặt để lời của Chúa là ưu tiên ở trong gia đình của mình. Hãy luôn nói lời của Chúa cho vợ, cho con của mình nghe. Được không quý mà chị em? Tôi chia sẻ sứ điệp này dành cho những hôn nhân mà tin Chúa, cả hai vợ chồng đã tin Chúa. Còn hôn nhân mà người vợ tin Chúa, chồng không tin Chúa, hoặc là chồng tin Chúa mà vợ không tin Chúa, thì buổi khác chúng ta sẽ có một cái sứ điệp khác dành cho cái trường hợp như vậy. Nhưng mà tôi ước ao rằng lời của Chúa buổi chiều hôm nay sẽ giúp đỡ cho hôn nhân của đại đa số con cái Chúa. Dĩ nhiên cuộc đời không bao giờ lúc nào nó cũng đẹp hết quý mà chị em. Có những ngày nắng ấm nhưng cũng có những ngày giông bão, đúng không ạ? À? Sẽ có những lúc mà hai vợ chồng rất hạnh phúc với nhau, nhưng mà cũng có những lúc mà hai vợ chồng xung khắc với nhau. Nhưng vấn đề phải được giải quyết quý mà chị em ơi. Chúng ta không giải quyết con người, nhưng mà chúng ta phải giải quyết nan đề. Nan đề đó có thể là từ tài chính, từ sức khỏe, từ cái sự thông công, rồi từ cái mối quan hệ tình dục, hoặc là khác biệt về cái quan điểm sống, khác biệt về cách dạy dỗ con cái. Tất cả mọi nan đề đó sẽ được giải quyết khi cả hai chịu ngồi lại với nhau, cầu nguyện với nhau và tìm kiếm câu trả lời đến từ Đức Chúa Trời. Amen. À. Nếu quý vị đồng ý để cho Chúa ngày can thiệp vào trong hôn nhân quý vị, chắc chắn Chúa sẽ ra tay, Chúa sẽ cứu chữa và Chúa sẽ chữa lành cho hôn nhân quý vị. Và hôn nhân quý vị sẽ không đến chỗ ly dị. Amen. Chúa có vô số cách của Ngài để có thể cứu hôn nhân của chúng ta. Xin lỗi, tôi kết thúc cái sứ điệp này rồi, xong rồi tôi sẽ nói chuyện với anh. Rồi xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên và tôi sẽ cầu nguyện chúc phước cho hôn nhân của con cái Chúa, dân sự của Chúa giờ phút này. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa nhắc nhở mọi người chúng con rằng chúng con cần phải trung tín với Chúa, chúng con cần phải kính sợ Ngài, đứng cùng phía với Ngài. Khi hôn nhân của chúng con không hạnh phúc thì Đức Chúa Trời Ngài vẫn luôn ở cùng với hôn nhân chúng con. Và Ngài cung cấp chúng con những giải pháp ở trong lời của Ngài, rằng chúng con cần phải là người kính sợ Chúa, làm theo lời của Ngài. Chúng con cần phải có một tình yêu sâu nhiệm với Chúa và cũng như một tình yêu mến lẫn nhau giữa vợ chồng chúng con với nhau. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn giữ lòng trung thủy với nhau. Chúng con luôn sống thánh khiết theo lời của Ngài. Chúa ơi, xin khiến cho chúng con trở thành những người thánh của Chúa. Ở trong hôn nhân, chúng con sẽ là những người chồng thánh, là những người vợ thánh, để qua chúng con mà dòng dõi con cái của chúng con cũng là thánh ở trước mặt Chúa nữa, Chúa ơi. Xin cất ra khỏi đời sống của chúng con những điều dâm dục, những ngoại tình, những điều ô uế, hầu cho hôn nhân của chúng con sẽ được phước ở trong danh của Chúa Giêsu Christ. Và hôn nhân của chúng con sẽ không phải bị rủa xả bởi vì cớ có tội lỗi ở trong hôn nhân đó. Nhưng xin Chúa Ngài bắt ra khỏi hôn nhân của chúng con, ra khỏi gia đình của chúng con những con sâu nó làm rầu nồi canh, những con sâu nó làm cho tình cảm vợ chồng của chúng con trong những ngày vừa qua không được
đầm ấm, không được hạnh phúc, không được nồng cháy giống như lúc thở thanh xuân nữa Chúa ơi. Xin giúp đỡ cho hôn nhân của chúng con được sống lại trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Hôn nhân của chúng con sẽ được tươi mới trở lại trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Tình cảm, rồi tình dục và tất cả những mối quan hệ nó sẽ được tươi mới trở lại trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Chúa ơi, không điều gì quá khó với Đức Chúa Trời của chúng con. Xin làm sống lại thân thể của chúng con. Dẫu rằng chúng con tuổi rất là lớn, nhưng mà chúng con cầu nguyện xin Chúa ngày cho chúng con được trẻ lại trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Những nếp nhăn nó cũng sẽ không còn nữa khi chúng con có quyền năng của Chúa ở trên đời sống của chúng con. Tất cả mọi nhu cầu của chúng con sẽ được đáp ứng ở trong hôn nhân của Ngài. Bởi vì hôn nhân đến từ nơi Ngài, thì Chúa Ngài sẽ có cách của Ngài để sửa chữa lại hôn nhân, sửa chữa lại những chỗ khiếm khuyết, những thiếu sót ở trong hôn nhân của chúng con. Lạy Chúa, con người của chúng con bất toàn. Chúng con biết rằng chúng con vẫn còn yếu đuối nhiều mặt lắm Chúa ơi. Trước lời của Chúa, chúng con chỉ nói với Chúa rằng xin Chúa thương xót hôn nhân của chúng con. Xin đừng để cho hôn nhân của chúng con bị gãy đổ. Đừng để cho sự lý dị nó làm cho hôn nhân của chúng con trở thành con số 0. Nhưng xin Chúa cứu chúng con. Cứu những gia đình nào chúng con đang đối diện với bờ vực của sự lý dị, bờ vực của sự phá sản. Lạy Chúa, xin hãy chặn họ lại Chúa ơi. Chặn họ lại bằng tay quyền năng của Ngài. Xin hãy chặn họ lại bằng ân huệ của Ngài Chúa ơi. Để cho hôn nhân đó sẽ được tiếp tục phát triển ở trong ơn của Chúa. Hôn nhân đó sẽ được phước ở trong danh của Ngài trở lại. Họ sẽ hướng về Chúa, họ sẽ tìm cầu Chúa, tìm kiếm câu trả lời từ nơi Ngài. Và cầu tin rằng Chúa sẽ có cách của Ngài để mở đường cho hôn nhân của họ. Trong mọi sự cám dỗ, Ngài cũng đều sẽ mở đường để cho chúng con được ra khỏi. Xin Chúa giúp đỡ cho hôn nhân của chúng con được giải thoát, được giải cứu ra khỏi những sự ly dị. Và con ra lệnh cho những tà linh ly dị, những tà linh gây ra xung đột, chia rẽ với hai vợ chồng, nó phải chấm dứt ở trong hôn nhân của họ giờ phút này. Nó phải đi ra khỏi từng gia đình của chúng con trong danh Chúa Giêsu Christ. Những tà linh gây ra những sự hiểu lầm, gây ra những sự ghen ghét, đố kỵ, gây ra những sự mất kết nối, mất thông công với nhau giữa hai vợ chồng trong danh Chúa Giêsu Christ, những tà linh đó phải rời xa khỏi gia đình của chúng con, phải rời xa khỏi ngôi nhà của chúng con, phải rời xa khỏi con cái của chúng con nữa Chúa ơi. Để hôn nhân của chúng con sẽ có sự hiện diện thánh của Chúa. Và không có sự hiện diện của ma quỷ, không có sự xung đột lộn lạo nào nó xen vào trong hôn nhân của chúng con. Lạy Chúa, sẽ giúp đỡ cho những người chồng ở trong mỗi ngôi nhà, họ sẽ trở thành những người tin kính Chúa. Họ sẽ nói lời của Chúa cho vợ con của mình. Họ sẽ môn đồ hóa cho gia đình của mình, để gia đình của mình sẽ kính sợ Chúa và bước đi trong đường lối của Ngài. Và khi có Chúa và lời của Ngài trong gia đình, thì gia đình của chúng con sẽ được phước, hôn nhân của chúng con sẽ được êm ấm, hạnh phúc, và tất cả mọi thứ đều sẽ được trở lại theo đúng trật tự ban đầu của Đức Chúa Trời. Còn cảm ơn Ngài, và chúng con xin dâng hôn nhân của chúng con, gia đình của chúng con ở trong bàn tay của Cha. Quý xin Cha ngày ban chúng con sự nên thánh, ban chúng con tình yêu của Ngài, ban chúng con sự vui mừng của Ngài. Và khi chúng con có tất cả những điều đó, thì chúng con sẽ có sự hạnh phúc ở trong hôn nhân của chúng con, sẽ có sự viên mãn thực sự. Và chúng con có thể nói với Chúa rằng, Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời của gia đình của chúng con. Có Ngài, gia đình của chúng con được hạnh phúc thật sự. Có Ngài, chúng con được phước, và chúng con được thỏa lòng trong hôn nhân này. Và qua hôn nhân của chúng con mà những người ngoài sẽ thèm khát Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con. Những người ngoài họ sẽ chạy đến để họ tin Chúa, để họ có một gia đình hạnh phúc giống như chúng con vậy. Còn cảm ơn Ngài. Chúng con ngợi khen Chúa, và nguyện tình yêu của Chúa cũng được bày tỏ qua gia đình của chúng con từ nay cho đến ngày mà Chúa Giêsu Christ Ngài trở lại. Chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.